Rồi em chào chị nha. Ai xem livestream của em thì comment cho em thấy nào. Em sẽ tặng giày với giá 29k cho các chị đây nha mọi người ơi. Giày 29k, mẫu giày Nike xuất khẩu cực kỳ đẹp ạ. Rồi chào Huỳnh Ánh nha. Rồi chào Yến Nhi, mình thấy Yến Nhi comment đây rồi ạ. Chào Danh KK luôn nè. Đây, đồng giá 29k một đôi giày Nike xuất khẩu. Chị nào muốn mua thì nhanh chóng comment 29k cộng màu giày, sau đó chia sẻ livestream cho em nào. Comment rồi chia sẻ livestream nha. Rồi thấy Văn Thảo Trần comment rồi ạ. À. Rồi Diễm My ơi, Diễm My muốn đặt giày hay sao vậy Diễm My? Chào Quỳnh Như Như nha. Rồi chào bé nữa nè. Rồi chị nào đang xem livestream của em thì nhanh chóng chia sẻ livestream cho em nha. Rồi Diễm My ơi, Diễm My có thể để lại mã hàng cộng số điện thoại ngay trên livestream của em không ạ? Bởi vì hiện tại bên em đã quá tải lượt inbox nên chị nào muốn đặt hàng qua inbox là đợi hơi lâu nè nha. Chào Uyển, Nguyệt Uyển rất là đẹp nha. Rồi các chị nhanh chóng comment 29k cộng màu giày mà các chị muốn được mua với giá 29k, sau đó chia sẻ livestream cho em nha. Rồi chào Trinh Trinh nè. Các chị nhớ là phải comment cho em thấy để em kiểm tra lượt chia sẻ của các chị nha. Chị nào nhiệt tình với em thì em mới tặng giày cho các chị được nha các chị ơi. Đây hàng Nike xuất khẩu các chị yên tâm, rất là đẹp ạ. Phải cực kỳ dày dặn, lên form cực đẹp luôn nha, rất là mềm mịn ạ. Đây, đế bằng cao su đúc cao 3 phân, ăn ra một xíu chiều cao dạ. Giày với giá 29k cho chị nào chia sẻ và tương tác với em thật là nhiều nha các chị ơi. Đây, rất là đẹp, còn có màu cam neon rất là nổi bật nữa nha các chị. Size từ 35 cho tới 40 cho màu cam neon đây ạ. Chị nào muốn mua với mẫu này với giá chỉ còn 29k thì nhanh chóng comment 29k cộng màu giày, sau đó chia sẻ livestream cho em nha. Dạ, hiện tại em tặng giày 29k chỉ có mẫu này thôi nha các chị ơi. Rồi mọi người tiếp tục chia sẻ livestream cho em nha. Em sẽ tặng giày với giá 29k công khai trên livestream của em đây ạ. À rồi Phương Thúy ơi, đặt hàng từ chiều hôm qua thì hôm nay nhân viên bên em mới gọi nha. Chị Phương Thúy ráng đợi nha. Bởi vì quá nhiều đơn, bên em 6 người gọi điện chốt đơn mà không kịp, nên chị Phương Thúy ráng đợi một xíu nha. Rồi Lương Ngọc ơi, Lương Ngọc đặt từ hôm nào vậy ạ? Lương Ngọc nếu mà đặt từ chiều hôm qua thì sáng nay sẽ có nhân viên gọi điện cho Lương Ngọc. Lương Ngọc ráng đợi cho em nha. Rồi các chị ơi, chị nào muốn mua mẫu giày này với giá 29k thì nhanh chóng comment 29k cộng màu giày, sau đó chia sẻ livestream cho em nha. Chị nào muốn mua với giá 29k là phải tương tác với em nhiều nè, chia sẻ livestream cho em thật là nhiều luôn nha. Thả tim cho em thấy luôn rồi ạ. Mọi người nhớ là phải tương tác với em nhiều nè, chia sẻ livestream cho em nhiều, bởi vì em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của mọi người để từ đó tặng giày với giá 29k cho mọi người nha. Rồi còn có màu xám phối hồng cho mọi người nữa nha. Màu xám phối hồng cũng rất là xinh xắn luôn ạ. Đồng giá 29k cho chị nào có lượt chia sẻ nhiều đây ạ. Rồi Nikuna Việt ơi, đã có nhân viên gọi điện xác nhận đơn hàng cho Nikuna Việt chưa ạ? Rồi nhanh chóng nha, em sẽ tặng giày thật với giá 29k cho chị nào tương tác và chia sẻ thật là nhiều với em nha. Các chị nhớ là phải comment 29k cộng màu giày để nhân viên bên em thấy được ạ. Phải comment 29k cộng màu giày để nhân viên bên em thấy được lượt comment của mọi người, để từ đó kiểm tra lượt chia sẻ của mọi người để tặng giày nha. Rồi Lương Ngọc ơi, vậy Lương Ngọc ráng đợi một xíu cho em được không ạ? Nếu mà hôm nay không có ai chốt đơn hàng cho Lương Ngọc thì tối nay sẽ có một người like bán giày nữa, thì chị cứ phản hồi với người đó là được nha. Rồi ok Phương Thúy nha, ok Phương Thúy luôn nè. Nếu mà tối hôm qua đã có thông tin của chị thì sáng nay sẽ có người liên lạc lại với chị nha, chị yên tâm ạ. Rồi 29k cộng màu giày, sau đó chia sẻ livestream cho em ngay lập tức nha. Các chị nhớ là phải comment cho em thấy nha. Chị nào muốn được tặng giày là phải comment này, không comment em không thấy được comment là em không tặng giày với giá 29k cho các chị được đâu nha. Rồi hai đôi trắng và xám nha mọi người. Em xin lỗi, có hai màu hai màu xám và đen là full size nam nữ ạ. Hai màu xám và đen em đang cầm trên tay là full size nam nữ từ 35 cho tới 44 nha. Mẫu này con gái đều đi, con trai con gái đều đi được hết nào. Chị nào muốn mua mẫu giày này, anh nào muốn mua mẫu giày này với giá chỉ còn 29k duy nhất trong giờ livestream thì nhanh chóng comment 29k cộng màu giày nhé chị ơi. Dạ mẫu này em lại mới về thêm một đợt cuối cùng trước khi nghỉ Tết ạ.
shop em nghỉ Tết là sớm nha các chị ơi. Em chỉ live thêm 2-3 ngày nữa thôi là em nghỉ Tết rồi. Nên chị nào muốn được tặng giải 29k thì nhanh chóng ạ. Nhanh chóng chơi với em nha. Chỉ cần comment 29k cộng màu giày sau đó chia sẻ livestream ạ. Các chị nhớ là phải comment liên tục để nhân viên bên em thấy nha. Bởi vì lượt comment quá nhiều nên tình trạng nút comment của mọi người rất là nhanh. Nên chị nào để chắc chắn là các chị cứ comment liên tục 29k cộng màu sau đó chia sẻ livestream cho em nha. Nhớ là phải chia sẻ là nhiều ạ. Bên em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ của mọi người để tặng giày nha. Chị nào chia sẻ nhiều, tương tác với em nhiều thì em mới tặng giày được ạ. Chia sẻ công khai cho trang cá nhân và chia sẻ trong hội nhóm ạ. Rồi em thấy Cherry Trần comment 29 cộng màu hồng hồng phối xám nha. Mọi người nhớ cho em là phải comment đầy đủ 29k cộng màu giày thì mới được tặng giày nha mọi người. Phải đầy đủ là 29k cộng màu giày nè. Rồi thấy Tân Tân comment 29k cộng xám hồng rồi nha. Thấy Thúy Ngân comment 29k cộng màu xám. Thấy Hùng Phúc comment 29k cộng màu xám luôn nè. Rồi em còn có màu xanh ngọc cho mọi người nha. Màu xanh ngọc là bán cực kỳ chạy bởi vì màu cực kỳ lạ. Chỉ riêng đôi màu chỉ riêng đôi nai này mới có màu xanh ngọc thôi nha các chị. Mẫu này em sẽ bán cho các chị còn 29k cho chị nào thật là nhiệt tình với em ạ. Các chị phải nhiệt tình với em thì em mới nhiệt tình lại được nha các chị ơi. Đây, hàng nai xuất khẩu các chị yên tâm nha. Vải cực kỳ đẹp luôn ạ. Lên form cực kỳ đứng form, không hề bị mất form khi đi lâu ngày đâu nha các chị. Chị nào muốn mua giày 29k thì nhanh chóng comment 29k cộng màu xanh ngọc ạ. 29k cộng màu xanh ngọc sau đó chia sẻ livestream cho em nha. Các chị chỉ cần comment 29k cộng màu xanh ngọc là đủ rồi nha. Rồi một xíu nữa sẽ công bố chị được tặng giày công khai trên livestream của em. Và các chị yên tâm, em sẽ không tặng cho một người đâu ạ. Em sẽ không chỉ tặng cho một chị đâu, em sẽ tặng cho rất là nhiều chị nên các chị yên tâm nha. Chỉ cần các chị nhiệt tình với em là em tặng giày liền đây ạ. Rồi nhanh chóng nha các chị ơi, chia sẻ công khai cho trang cá nhân và chia sẻ trong hội nhóm. Sẽ tặng giày với giá 29k cho chị nào có lượt comment nhiều và chia sẻ nhiều cho em nha. Các chị nhớ là comment thật là nhiều để tránh bị tình trạng nút comment của các chị nha. Đây, đế chống trơ chống chừa cho các chị, đế phối trắng và một màu với màu giày đây rất là đẹp nha mọi người. Đây, mọi người em zoom kỹ cho mọi người xem để mọi người yên tâm về chất lượng đế bên em nha. Chống trơn, chống trượt thật sự nha mọi người. Đế bằng cao su đúc cao 3 phân ăn giá xíu chiều cao nè. Vải cực kỳ dày dặn, cực kỳ mềm luôn nha mọi người. Đi lên rất là êm chân và rất là nhẹ. Đây là đế cao su đúc nha mọi người. Cao su đúc thì nó sẽ nhẹ hơn cao su dẻo ạ. Cao su đúc là cực nhẹ, cực êm, cực bền luôn nha mọi người. Đây còn có màu kem nữa ông cho mọi người nữa nha. À dạ, 2 sao cũng được ơi. Hôm qua chị đặt thì sáng nay với chiều nay có nhân viên em gọi điện nha. Các chị ráng đợi cho em ạ. Đây có màu cam nông, em qua màu cam nông cho các chị nha. Đây đế phối trắng với một màu theo màu giày đấy ạ. Rất là đẹp đúng không các chị ơi. Size mẫu này là từ 35 cho tới 40 ạ. Chị nào muốn đặt mẫu này chỉ cần 29k thì nhanh chóng comment 29k cộng màu cam. Sau đó chia sẻ livestream cho em nha. Chia sẻ công khai trên trang cá nhân và chia sẻ trong hội nhóm giúp em ạ. Các chị không chia sẻ, không comment là em không tặng giày được đâu nha. Và chắc chắn em sẽ đọc tên chị được tặng giày ngay trên livestream của em nên các chị yên tâm nha. Chắc chắn là em sẽ tặng giày nên là không thể nào em không tặng giày được đâu ạ. Em đọc tên công khai trên livestream của em luôn. Rồi em ngoài ra em sẽ tặng giày trực tiếp. À mọi người nhớ là tặng giày với giá 29k là được miễn phí ship nha. Mọi người không cần tốn phí ship đâu ạ. Em sẽ chịu phí ship hết cho mọi người. Coi như là mẫu giày đến tay mọi người đúng 29k là 29k. Không mất thêm một phí ship nào nữa đâu nên mọi người yên tâm nha. Rồi tiếp tục comment 29k cộng màu giày để được tặng giày nha mọi người ơi. Các chị mà muốn được tặng giày là phải comment 29k cộng màu giày. Sau đó phải chia sẻ livestream cho em nha. Chia sẻ công khai trên trang cá nhân và chia sẻ trong hội nhóm. Không chia sẻ là em không tặng giày được đâu nha. Rồi 5 phút nữa thôi em công bố chị thứ nhất được tặng giày đây nha. 5 phút nữa cho các chị chia sẻ đấy ạ. 5 phút nữa thôi là em công bố chị thứ nhất được tặng giày đây. Bên em đang có nhân viên kiểm tra lượt chia sẻ của các chị đây nha. Tiếp tục chia sẻ ngay bây giờ cho em nào. Rồi 5 phút nữa thôi nha mọi người. Chỉ còn 5 phút nữa cho chị thứ nhất. Em công bố chị thứ nhất xong chắc chắn em sẽ công bố chị thứ hai này các chị yên tâm nha. Chưa tới lượt mình thì chỉ cần đợi thôi ạ. Chị nào mà nhiệt tình với em là em đọc tên liền, em không cần kiểm tra lượt chia sẻ luôn nè. Em thấy trên livestream của em chị nào quá nhiệt tình, quá tương tác nhiều với em, comment rất là nhiệt tình với em là em tặng giày luôn, em thích quá em tặng giày luôn, em không cần kiểm tra lượt chia sẻ đâu nha. Nên các chị chỉ cần tương tác với em nhiều thôi là đã có khả năng được tặng giày với giá 29k rồi. Các chị nhớ là phải đầy đủ comment là 29k cộng màu giày nha. Không đầy đủ lượt comment như vậy là em không tặng giày được đâu ạ. Rồi các chị nhớ là em sẽ miễn phí ship toàn quốc cho các chị luôn nha. Đặt giày, mua hàng cũng miễn phí ship. Mà tặng giày với giá 29k em cũng miễn phí ship luôn ạ.
và em sẽ ship code cho mọi người. Mọi người không cần chuyển khoản trước cho em đâu ạ. Chúng giày 29k là giày tới tay thì mới cần phải trả tiền, nên mọi người yên tâm là chắc chắn là giày sẽ chuyển cho mọi người, chứ em không có phải là mọi người chuyển khoản trước đâu ạ. Em không cần mọi người chuyển khoản trước đâu nha. Và em sẽ chịu phí ship code cho mọi người rồi, nhanh chóng ạ. 3 phút nữa thôi nha mọi người. 3 phút nữa thôi là đọc tên chị thứ nhất đây nè. Các chị nhanh chóng chia sẻ livestream cho em nào. Hàng Nai xuất khẩu nha, nhanh chóng comment 29k cộng màu giày. Em đọc tên chị thứ nhất xong chắc chắn em sẽ đọc tên chị thứ hai, nên mọi người yên tâm nha. Chỉ cần đợi đến lượt mình thôi. Thấy mình, thấy ai mà thấy mình có nhiều lượt tương tác nè, chia sẻ nhiều là chắc chắn là có cơ hội cực cao được tặng giày với giá 29k đây nha các chị. Dạ em ở Sài Gòn, em sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc riêng trong giờ livestream hôm nay của em nha. Rồi nhanh chóng nào mọi người ơi, 3 phút nữa thôi là em đọc tên chị thứ nhất rồi. Em đọc tên chị thứ nhất xong chắc chắn em sẽ đọc tên chị thứ hai, nên các chị tranh thủ chia sẻ cho em ạ. Bên em sẽ có nhân viên kiểm tra lượt chia sẻ, chị nào có lượt chia sẻ nhiều thì em mới tặng giày được nha. Mình thấy mọi điếu comment rồi, các chị nhớ là phải comment 29k cộng màu giày để nhân viên bên em thấy được lượt comment nha. Không thấy được lượt comment là em không tặng giày cho mọi người được đâu nè. Rồi tiếp tục chia sẻ livestream cho em nha. Rồi em mọi người ơi, nhân viên bên em kêu là đã có người thứ nhất được tặng giày rồi nha. Rồi sẽ gửi trực tiếp vào máy em nè. Rồi em đã thấy tên chị đầu tiên được tặng giày với giá 29k rồi ạ. Em đọc tên chị thứ nhất nha. Chị nào mà nghe thấy tên mình được tặng giày 29k thì nhớ tiếp tục xem livestream của em nha. Rồi chị Mẫn Nhi ở trung học phổ thông Xuân Đỉnh nha. Thông tin của chị chỉ có như vậy thôi ạ. Chị Mẫn Nhi trung học phổ thông Xuân Đỉnh, chị có còn đang xem livestream của em thì nhanh chóng để lại số điện thoại nha. Phải để lại số điện thoại thì em mới tặng giày được nè chị. Mẫn Nhi ở trung học phổ thông Xuân Đỉnh có còn đang xem livestream của em thì nhanh chóng để lại số điện thoại ngay lập tức cho em nào. Rồi mọi người ơi, 5 phút nữa em tiếp tục đọc tên chị thứ hai được tặng giày đấy ạ. 5 phút nữa thôi em đọc tiếp tục đọc tên chị thứ hai được tặng giày, nên chị nào đang xem livestream của em thì tiếp tục chia sẻ livestream cho em nha. Rồi mọi người ơi, nhanh chóng chia sẻ nha. 5 phút nữa thôi là em sẽ công bố người thứ hai được tặng giày. Ngoài ra nha, chị nào mà em thấy nhiệt tình quá, comment liên tục tương tác với em nhiều, em thích quá là em ghim tên chị đó ngay trên livestream của em luôn nha. Rồi mọi người nhanh chóng chia sẻ livestream nào. Chị nào mà thấy em thấy nhiệt tình với em quá nè, comment liên tục nè, nhiệt tình tương tác với em là em ghim tên chị đó tặng giày ngay trên livestream của em, nên các chị cứ yên tâm nha. Chỉ cần tương tác với em nhiều và nhiệt tình với em là em sẽ tặng giày liền ạ. Dạ em có bán mẫu giày này nha. Chị nào muốn mua mẫu giày này đi chơi Tết ngay lập tức luôn á thì cứ xem livestream của em, đừng đi đâu hết nha. Xíu nữa em sẽ bán giày cho mọi người ạ. Rồi ok, Hà Thị Yến mình thấy chị comment rồi, tí nữa mọi người cứ nhiệt tình với em đi ạ. Một xíu nữa thôi em thấy chị nào nhiệt tình quá mức là em tặng luôn, em ghim tên chị đó luôn, nên mọi người yên tâm nha. Em sẽ ghim tên chị đó trên livestream của em, trên cái livestream này, nên các chị yên tâm ạ. Đọc tên được tặng giày và ghim tên người nào nhiệt tình với em ạ. Rồi mọi người tiếp tục chia sẻ và comment 29k cộng màu giày nha. Tương tác với em nhiều là em sẽ ghim tên chị đó liền nha. Rồi mọi người tiếp tục comment 29k cộng màu giày đây nha các chị ơi. Rồi mọi người ơi, nhanh chóng chia sẻ livestream. Rồi bây giờ em thay đổi thể lệ chơi một xíu nha mọi người ơi, để cho công bằng á. Thì bây giờ nha, mọi người liên tục comment 29k cộng màu giày, sau đó em sẽ nhắm mắt ghim tên một người nha. Em sẽ nhắm mắt ghim tên một người, nên các chị yên tâm là cái này là cực kỳ công bằng luôn, cái này là ghim ngẫu nhiên nha mọi người. Em thay đổi thể lệ chơi lại nha. Bây giờ các chị nhanh chóng comment 29k cộng màu giày, sau đó em sẽ nhắm mắt ghim tên một người, ghim ngẫu nhiên nha. Chị nào được ghim tên thì nhớ ngay lập tức để lại số điện thoại để em được tặng, để được tặng giày với giá 29k nào. Rồi các chị đang xem livestream thì nhanh chóng liên tục comment 29k cộng màu giày để em ghim đây nha. 2 phút nữa thôi là em bắt đầu ghim rồi nha mọi người, nên mọi người nhanh chóng comment. Rồi rất là nhiều chị comment sai nha, comment phải là 29k cộng màu giày thì mới được tặng giày ạ. 2 phút nữa thôi là em bắt đầu ghim rồi nha mọi người, em sẽ nhắm mắt ghim để cho công bằng đấy ạ. Em sẽ nhắm mắt ghim cho công bằng nha. Rồi mọi người ơi, ngoài ra khi em ghim rồi thì em vẫn tặng giày với giá 29k cho chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất. Vì vậy là trong thời gian em kiểm tra lượt chia sẻ của các chị để được tặng giày thì em sẽ ghim
ngẫu nhiên một chị để ở trên đây nha. Rồi các chị nào mà muốn gia tăng độ trúng giày 29k thì tiếp tục chia sẻ livestream cho em nào, chia sẻ công khai trên trang cá nhân và chia sẻ trong hội nhóm. 5 phút nữa là em công bố chị thứ hai có lượt chia sẻ nhiều nhất nha. Rồi trong vòng 5 phút em đang kiểm tra lượt chia sẻ, em sẽ ghim tên một chị có nhiều lượt tương tác với em là comment liên tục nha. Em sẽ nhắm mắt ghim để cho công bằng nha các chị ơi, nên các chị nhanh chóng comment 29k cộng màu dài cho em nào. 2 phút nữa thôi là em ghim nha mọi người. 2 phút nữa là em bắt đầu ghim ngẫu nhiên đây nha. Chị nào nhanh chóng comment cho em nào. 29k cộng màu dài size 35 là size nhỏ nhất nha. Còn chị nào muốn mua mẫu giày này bên em để có giày đẹp đi chơi Tết á thì cũng tiếp tục xem livestream của em, đừng đi đâu cả. Em xíu nữa sẽ tiếp tục lại bán giày cho mọi người nha. Rồi mọi người mua giày trong giờ livestream của em sẽ được miễn phí ship nào. Rồi các chị tiếp tục comment 29k cộng màu giày. Em chuẩn bị nhắm mắt ghim bài đây nha mọi người. Em chuẩn bị nhắm mắt ghim bình luận. Và bình luận nào được em ghim thì nhanh chóng để lại số điện thoại ngay lập tức để em tặng giày nha mọi người ơi. Rồi tiếp tục chia sẻ nào. Ngoài ra 5 phút nữa em sẽ công bố chị thứ hai có lượt chia sẻ nhiều nhất. Vì vậy chị nào không được ghim tên mình thì tiếp tục chia sẻ livestream cho em để được tặng giày nha. Dạ, rồi mọi người tiếp tục chia sẻ livestream ngay bây giờ cho em nào. Rồi 1 phút nữa thôi là em chuẩn bị ghim ngẫu nhiên nha. 1 phút nữa thôi là chuẩn bị ghim ngẫu nhiên nên các chị nhanh chóng nào. Comment 29k cộng màu giày dạ được miễn phí ship toàn quốc nha. Tặng giày 29k cũng được miễn phí ship toàn quốc. Mua giày trong giờ livestream của em cũng được miễn phí ship toàn quốc luôn nha các chị ơi. Rồi tiếp tục comment 29k cộng màu giày. Em chuẩn bị ghim ngẫu nhiên một chị đây nha. Em chuẩn bị nhắm mắt ghim mẫu ngẫu nhiên một chị nên các chị nhanh chóng comment 29k cộng màu giày ngay lập tức ạ. Còn chị nào em nhắc lại nha, chị nào không được em ghim ngẫu nhiên tặng giày 29k thì tiếp tục chia sẻ livestream cho em để có cơ hội tặng giày nha. Chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất là em tặng giày liền nên các chị cứ yên tâm nha. Chỉ cần nhiệt tình và có lượt chia sẻ nhiều với em là em đã tặng giày với giá 29k rồi đây ạ. Rồi các chị nhanh chóng comment 29k cộng màu giày để em ghim ngẫu nhiên nha. Rồi em bắt đầu ghim ngẫu nhiên này rồi rồi nha mọi người. Bây giờ em nhắm mắt nha. Rồi mọi người ơi, em sẽ ghim ngẫu nhiên hai người nha. Em sẽ nhắm mắt nhấn vào hai bình luận nha. Em nhắm mắt lần đầu tiên em ghim bình luận, em ghim người thứ nhất xong em sẽ nhắm mắt lần thứ hai để ghim người thứ hai đây nha. Rồi bây giờ em bắt đầu nhắm mắt ghim bình luận lần thứ nhất, xong tiếp tục em sẽ nhắm mắt ghim bình luận lần thứ hai nha. Rồi ok, em bắt đầu ghim bình luận đây nha. Em nhắm mắt đây nên các chị nhanh chóng comment 29k cộng màu giày để em nhắm mắt ghim nào. Rồi em bắt đầu ghim nha các chị ơi. Em bắt đầu ghim chị đầu tiên nha. Các chị nhanh chóng comment 29k cộng màu giày đấy ạ. Rồi ghim chị thứ nhất nha. Ok em ghim một chị đây ạ. Rồi ok, rồi em ghim một chị rồi nha. Rồi em ghim một chị rồi là em sẽ ghim chị thứ hai nha. Mấy chị có thấy em ghim chị Nguyễn Huỳnh Bảo Như không ạ? Mấy chị có thấy em ghim chị Nguyễn Huỳnh Bảo Như không ạ? Chị Nguyễn Huỳnh Bảo Như có còn đang xem livestream của em thì nhanh ngay lập tức để lại số điện thoại nào. Chị Nguyễn Huỳnh Thảo Như 29k màu xanh rêu nè. Chị có còn đang xem livestream của em thì ngay lập tức để lại số điện thoại nha. Rồi mọi người tiếp tục comment nào. Tiếp tục comment 29k để em ghim lần thứ hai đi nha. Em chuẩn bị ghim lần thứ hai đi nha mọi người. Tiếp tục comment 29k cộng màu dài ngay bây giờ cho em nào. 29k cộng màu dài nha. Dạ em thấy rồi mà, em có mà mọi người nè. 29k cộng số điện thoại nè. 29k cộng màu xanh rêu Nguyễn Huỳnh Thảo Như nè mọi người. Ủa mọi người không thấy em ghim ạ? Rồi bây giờ em ghim chị thứ hai nha. Em bắt đầu ghim chị thứ hai đây nha mọi người ơi. Nên mọi người tiếp tục comment 29k cộng màu dày đấy ạ. Rồi ghim người thứ hai nha mọi người ơi. Ai đang xem livestream của em nào? Ai đang xem livestream của em thì comment 29k cộng màu dày cho em thấy để em bắt đầu ghim lần thứ hai nha. Em chuẩn bị ghim lần thứ hai đây ạ. 1 phút nữa thôi em sẽ ghim lần thứ hai nên các chị nhanh chóng chia sẻ livestream cho em nha. Rất là đẹp đấy ạ. Chị nào muốn mua mẫu giày này chỉ còn 29k thì nhanh chóng comment 29k cộng màu giày ngay lập tức nào. Em chuẩn bị nhắm mắt ghim chị thứ hai đấy nha. Chuẩn bị nhắm mắt ghim chị thứ hai nên các chị nhanh chóng chia sẻ livestream cho em và comment liên tục cho em nào. Comment 29k cộng màu giày nha. Em chuẩn bị nhắm mắt ghim chị thứ hai nên chị nào được em tay em chạm chúng là nhớ để lại số điện thoại ngay lập tức cho em để được tặng giày nha. Ngoài ra chị nào không được em ghim tặng giày thì tiếp tục chia sẻ livestream nha. Chia sẻ công khai trên trang cá nhân và chia sẻ trong hội nhóm nhiều nhất là sẽ được tặng giày đấy ạ.
Rồi mọi người ơi, mọi người nhớ nha, nhớ là phải comment cho em và tương tác thật là nhiều, thả tim cho em nè. Tương tác thật là nhiều với em là em tặng giày luôn cho mọi người nha. Rồi mọi người ơi, tiếp tục nha, tiếp tục comment 29k cộng màu giày ngay lập tức cho em nè. Chuẩn bị ghim người thứ hai đây nha mọi người, em chuẩn bị ghim người thứ hai. Hồi nãy em đã ghim một chị rồi. Ngoài ra chị nào muốn mua mẫu giày này ngay lập tức bên em để được có giày đi chơi Tết thì tiếp tục xem livestream của em để được tặng giày nhé. Rồi ok, em ghim người thứ hai đây nha. Rồi, em ghim nha mọi người ơi, mọi người liên tục comment cho em nào. Em sẽ ghim ngay lập tức đây, em chuẩn bị nhắm mắt ghim nha. Nên là mọi người nhanh tránh thủ comment liên tục nào, chúng chị nào là được chị đó được tặng giày nha. Thì cái này là ngẫu nhiên nha, em không có nhìn thấy được chị nào hết đâu nha. Rồi em nhắm mắt em ghim đây nha. Rồi em nhắm mắt đây nha mọi người ơi. Rồi em nhắm mắt rồi nha, em bắt đầu chạy vào màn hình đấy. Rồi em ghim một chị rồi nha. Rồi chị comment luôn đi cho người ta thấy. Rồi mọi người ơi, mọi người có thấy chị Dương Minh Ngọc không ạ? Các chị có thấy chị Dương Minh Ngọc được được ghim không ạ? Bên em là để lại số điện thoại luôn nè. Dương Minh Ngọc 29k màu cam nè. Mấy chị có thấy không ạ? Em đã ghim chị Dương Minh Ngọc 29k màu cam rồi nè. Các chị có thấy em ghi mọc đây, bên em đang comment rất là nhiều cho các chị thấy đây ạ. Dương Minh Ngọc 29k có còn đang xem livestream của em thì nhanh chóng ngay lập tức để lại số điện thoại ngay bây giờ cho em nào. Chị Dương My Ngọc ạ, có xem livestream của em 29k cộng màu cam của chị đây, nhanh chóng để lại số điện thoại ngay lập tức cho em để được tặng giày với giá 29k nha. Rồi mọi người ơi, 5 phút nữa thôi là em sẽ công bố chị thứ hai được tặng giày dựa trên lượt chia sẻ nhiều nhất nha. Bạn 5 phút nữa thôi là em công bố chị thứ hai được tặng giày có lượt chia sẻ nhiều nhất đây ạ. Rồi mọi người ơi, mọi người không được ghim bài thì tiếp tục chia sẻ livestream cho em để được tặng giày với giá 29k nha. Chị nào có lượt chia sẻ nhiều nhất là em sẽ tặng giày với giá 29k. Rồi em thấy chị Dương Minh Ngọc để lại số điện thoại rồi nha. Rồi chị Dương Minh Ngọc ơi, bên em sẽ có người gọi điện xác nhận đơn hàng lại một lần nữa, xác nhận đơn hàng 29k cho chị Dương Minh Ngọc nha. Rồi chị nhớ cho em là chị được tặng giày với giá 29k thì nhớ nhớ chụp lại màn hình feedback cho em nhé. Rồi mọi người ơi, rồi xong em sẽ bán giày cho mọi người đây nha. 5 phút nữa thôi em sẽ quay lại đọc tên chị thứ ba được tặng giày ạ. Rồi mọi người ơi, mọi người ơi, 5 phút nữa thôi là em công bố người thứ hai được tặng giày nha. Được tặng giày dựa trên lượt chia sẻ nên các chị muốn được tặng giày thì nhanh chóng chia sẻ livestream cho em nào. Chia sẻ công khai trên trang cá nhân và chia sẻ trong hội nhóm. 5 phút nữa thôi là em công bố chị thứ hai được tặng giày dựa trên lượt chia sẻ nha. Rồi đây mọi người ơi, bây giờ em sẽ bán mẫu giày này cho mọi người nha. Mẫu giày này em sale sập sàn cho mọi người chỉ còn 250k một đôi ạ. Size từ 35 cho tới 40 cho đôi màu cam này nha mọi người. Mã đặt hàng là B1 cộng số điện thoại cộng 250k ngay bây giờ nào. Mã đặt hàng là B1 cộng số điện thoại cộng 250k ngay bây giờ nha. Dạ em có để lại shop comment lại Dương Minh Ngọc 29k màu cam rồi đó. Rồi chị nào muốn mua mẫu giày này thì nhanh chóng comment 29k cộng màu giày. Em xin lỗi, chị nào muốn mua mẫu giày này chỉ còn 250k thì nhanh chóng comment B1 cộng số điện thoại cộng 250k. Dạ mọi người nhớ cho em là mọi người mua giày trong giờ livestream sẽ được miễn phí ship toàn quốc nha. Chị nào mua giày trong giờ livestream của em sẽ được miễn phí ship toàn quốc này, cực kỳ đẹp nha. Đây dạ Vương Bích Ngọc ơi, em không thấy chị hỏi gì hết ạ. Rồi các chị ơi, mẫu này em sale sập sàn cho mọi người chỉ còn 250k một đôi. Mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k nha mọi người. Rất là đẹp đấy ạ. Đây, hàng Nike xuất khẩu nha mọi người. Vải cực đẹp. Dạ, Dương Minh, Phương Minh, em thấy đây là hàng của Phương Minh rồi nha. Dạ, màu đen có nha. Màu đen size từ 35 cho tới 44 luôn ạ. Hạnh Nguyễn em thấy đây là hàng của Hạnh Nguyễn rồi ạ. Huỳnh Trân em thấy đây là hàng rồi ạ. Màu đen là size từ 35 cho tới 44 luôn nha mọi người. Đồng giá 250k một đôi, size nam size nữ gì em cũng sale sập sàn cho mọi người chỉ còn 250k thôi ạ. Mã đặt hàng là B1 cộng số điện thoại cộng 250k ngay bây giờ cho em nha. Đây Phúc Hà em thấy đơn rồi ạ. Đế chống trơn chống trượt cực kỳ đẹp nha mọi người. Hồng Tĩnh Phạm em thấy đơn rồi ạ. Rồi nhanh chóng chốt đơn hàng mẫu này nha. Mẫu này dự đoán là cháy hàng cực kỳ nhanh. Nên là chị nào đặt hàng trước thì còn hàng còn size, chị nào đặt hàng sau thì hết hàng hết size. Hết giày đẹp đi chơi ráng chịu nha. Rồi đồng giá 250k một đôi và được miễn phí ship toàn quốc. Em sẽ ship code cho mọi người nên chị mấy nên là các chị đặt hàng không cần phải chuyển khoản trước cho em đâu ạ. Rồi Thảo Trúc Bi em chưa thấy đơn ạ. Rồi Uyên Phan em thấy đơn rồi nha. Rồi
trường còn muốn đặt hàng thì nhanh chóng comment B1 cộng số điện thoại cộng 250k ngay bây giờ cho em ạ. Rồi em qua màu xanh ngọc cho mọi người nha, đồng giá 250k một đôi thôi ạ. Dạ em cảm ơn Tuấn Nguyễn Văn rất là nhiều nha. Rồi mai anh Đỗ em thấy đơn rồi nha. Mọi người ơi, mẫu giày bên em là size tùy vào độ dài chân chứ không tùy vào cân nặng, cũng là độ tuổi cũng không tùy vào cái đó đâu nha. Lý Kiều Như em thấy đơn rồi ạ. Hạnh Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Màu hồng cam mã B1 em thấy đơn rồi ạ. Màu xanh ngọc cho mọi người đây nha. Màu xanh ngọc đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40. Mã đặt hàng là B1, số điện thoại cộng 250k ngay bây giờ cho em nào. Mọi người đặt hàng trong giờ livestream sẽ được miễn phí ship nha. Dạ Thương Chu ơi, nếu mà chị cần gấp á thì bên em sẽ chuyển phát nhanh, thì chị cứ để lại số điện thoại cộng mã hàng cộng 250k, bên em sẽ tư vấn cho chị và chuyển phát nhanh gấp nha chị ơi. Rồi nhanh chóng chốt đơn hàng. Dạ hàng Việt Nam xuất khẩu đêm, mọi người yên tâm về chất lượng nha, vải cực kỳ mềm mịn luôn nha. Rồi ai muốn mua mẫu này thì nhanh chóng comment B1 cộng số điện thoại cộng 250k ngay bây giờ cho em ạ. Đây, màu xanh ngọc cực kỳ cháy hàng lên, cực kỳ đẹp mắt nha. Đế phối trắng với xanh ngọc đấy ạ. Dạ free ship nha chị Cherry Lê ơi. Em free ship toàn quốc ạ. Trong Nam ngoài Bắc ở tỉnh em gì cũng free ship cho mọi người hết ạ. Trà Chung ơi, em thấy đơn đặt hàng của Trà Chung rồi. Hoàng Cao em thấy đơn rồi nha. Đồng giá 250k một đôi thôi ạ. Mã là B1, số điện thoại cộng 250k nha. Dạ những mẫu phía sau là hầu như là hết hàng rồi, nên là mẫu nào em để trên bàn em like cho mọi người là còn hàng nha. Nguyễn Thị Lan em thấy đơn rồi nha. Nguyễn Thảo em thấy đơn rồi ạ. Chị Thu Hà Phạm muốn mua mẫu nào thì nhanh chóng bổ sung mã hàng cộng số điện thoại, không là em hủy đơn nha. Rồi mọi người em qua đôi màu xám cho mọi người ạ. Rồi Thành Công nhanh chóng bổ sung mã hàng B1 cộng số điện thoại cho em ngay bây giờ nha Thành Công ơi. Thanh Thảo Nguyên em thấy đơn rồi ạ. Rồi màu xám cho mọi người, size từ 35 cho tới 44 nè. Vân Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Dạ Thảo Trúc Bi em không thấy đơn của Thảo Trúc Bi nè. Mẫu màu xám là size từ 35 cho tới 44, đồng giá 250k một đôi thôi ạ. Mã là B1, số điện thoại cộng 250k nha. Hoàng Huyền Nguyễn em thấy đơn rồi, ai rồi cũng khác em thấy đơn rồi, Minh Hiền em thấy đơn rồi, Đoàn Tiên em thấy đơn rồi, Nguyễn Thị Lan em thấy đơn rồi nha. Dạ bên em là ở Sài Gòn, em sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho mọi người khi chia sẻ livestream của em nha mọi người ơi. Đây rất là đẹp ạ, hàng Nam xuất khẩu, mọi người yên tâm về chất lượng nha. Lê Phong cực kỳ đứng form luôn ạ. Thu Thu Nguyễn em thấy đơn đặt hàng của Thu Thu Nguyễn rồi, Tường Dung em thấy đơn rồi nha. Dạ đôi màu xanh ngọc là giá chỉ còn 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã là B1, số điện thoại cộng 250k, ai rồi cũng khác em thấy đơn rồi nha. Hương Phạm em thấy đơn rồi ạ. Rồi Hạnh Nguyễn em thấy chị để lại địa chỉ luôn rồi nha. Rồi Linh Đan ơi em không thấy chị hỏi gì vậy ạ. Rồi màu hồng xám giá 250k ạ. Rồi Nguyễn Thanh em thấy đơn rồi, Thanh Nguyệt Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Mã là B1, số điện thoại cộng 250k ngay bây giờ cho em ạ. Dạ Linh Sera ơi, bên em đã có nhân viên gọi điện xác nhận đơn hàng lại một lần nữa cho Linh Sera chưa ạ? Kim Song Linh em thấy đơn rồi, Mây Linh em thấy đơn rồi ạ. Văn Quyền Mai nhanh chóng để lại B1, số điện thoại cộng 250k cho em nào. Trinh Hoàng em thấy đơn rồi nha. Khánh Linh nhanh chóng bổ sung B1 cộng số điện thoại cộng 250k ạ. Rồi Phương Minh em thấy đơn rồi ạ. Kem Tuyết em thấy đơn rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi, màu xám phối hồng, size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k cho em nha. Khánh Linh có còn đang xem livestream thì nhanh chóng bổ sung B1 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nha. Khánh Linh ơi, đồng giá 250k một đôi, đế chống trơn chống trượt nào. Anh Tuyết nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại cho em nha. Hoàng Cao nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại ạ. Trần Huyền em thấy đơn rồi nha. Rồi mọi người nhớ là phải đầy đủ mã hàng B1 cộng số điện thoại cộng 250k thì em mới chốt được đơn nha. Miss Brand em thấy đơn rồi ạ. Gà con say thóc nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nha. Dạ em cảm ơn Yến Ngọc Lê rất là nhiều nha. Tâm Marcus em thấy đơn rồi ạ. Lý Trúc em thấy đơn rồi nha. Mai Thương ơi, màu đen pha tím hết rồi nha chị ơi. Mọi người nhớ là mẫu nào em like trên đây thì mới còn hàng nè. Eva Chi em thấy đơn rồi ạ. Rồi mọi người ơi, đôi màu cam nè, Giang Sa em thấy đơn rồi, Lý Trúc em thấy đơn rồi, Bamboo Nguyễn em thấy đơn rồi ạ. Rồi Oanh Hoàng em thấy đơn rồi, Khánh Linh em thấy đơn rồi nha. Dạ mọi người ơi, mẫu em đang cầm trên tay là hàng Nai xuất khẩu ạ. Ánh Tuyết em thấy đơn rồi, Đức Huy Huyền em thấy đơn rồi, đồng giá 250k một đôi ạ. Phương Dương Hảo em thấy đơn rồi ạ. Giang Phạm không có nha. Thái Long 10 khó em thấy đơn rồi nha. Voi con em thấy đơn rồi, Phương Duy em thấy đơn rồi, Bét Lùn em thấy đơn rồi nha. Màu cam size từ 35 cho tới 40, mã là B1, số điện thoại cộng 250k ngay bây giờ cho em nha.
Bét Lùn em thấy đơn rồi, Kiều Kiều Quyền em thấy đơn rồi, Thùy Dương em thấy đơn rồi nha. Rồi ok nha, Khánh Linh không mua nữa, hủy đơn cho Khánh Linh nè. Đặng Thanh Nhàn nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại cho em nào. Hoàng Ca em thấy chị comment rồi, Ma Cung em thấy đơn rồi, Thảo Trúc Bi em thấy đơn rồi nha, Thảo Trúc Bi ơi. Bên em ở Sài Gòn em sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho mọi người nè. Trần Thùy Trang em thấy đơn rồi nha. Rồi nhanh chóng chia sẻ livestream dạng Nguyễn Khánh Huyền ơi, bên em phải kiểm tra xong được chia sẻ thì bên em gửi vào kết quả về máy em thì em mới có kết quả đọc cho mọi người được nha. Na em thấy đơn của Na rồi ạ. Rồi em qua đôi màu xanh ngọc cho mọi người nha. Lan Mai em thấy đơn rồi ạ. Rồi Ma Cô Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Rồi Na em thấy đơn rồi, giá rất là nhẹ mọi người yên tâm, xanh ngọc size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã là B1, số điện thoại cộng 250k, đồng giá 250k một đôi nha. Văn Quyền Mai em thấy đơn rồi, Yến Nguyễn em thấy đơn rồi, Đặng Thanh Nhàn em thấy đơn rồi ạ. 250k và được miễn phí ship toàn quốc cho mọi người, trong Nam ngoài Bắc ship tỉnh gì em cũng miễn phí ship hết cho mọi người, để chống trơn chống trượt cho mọi người cực kỳ đẹp ạ. Đế bằng cao su đúc cao 3 phần rất là đẹp đây nha. Dạ, Live Vivano hôm qua đặt hàng thì sáng nay và chiều nay sẽ có người gọi điện cho chị nha. Rồi Linh Trang em thấy đơn là hàng của Linh Trang rồi ạ. Mai Tinh Diệu Mến em chưa thấy đơn nha. Rồi màu đen và màu xám là full size nam nữ nha mọi người. Màu đen và màu xám là full size nam nữ từ 35 cho tới 44 đây ạ. Mã là B1, số điện thoại cộng 250k. Chi Bu Linh em thấy đơn rồi, Hà Nguyễn em thấy đơn rồi, Vân Ribi em thấy đơn rồi, Lục Bình Trôi em thấy đơn rồi, Trang Nguyễn em thấy đơn rồi, Hồng Thu Võ em thấy đơn rồi, Hoàng Thảo Nhi em thấy đơn rồi nha, Nam Hoài em thấy đơn rồi ạ, Bèo Long em thấy đơn rồi nha, rồi Hương Lisa em thấy đơn luôn rồi ạ. Rồi chị nào muốn đặt hàng thì nhanh chóng comment B1 cộng số điện thoại cộng 250k cho em nha. Thu Nga Hồ em thấy đơn rồi, Ngọc Bích em thấy đơn rồi ạ. Đây, màu xám và màu đen full size nam nữ nha mọi người, đồng giá 250k một đôi ạ. Mai Hồng em thấy đơn rồi nha. Rồi size nam size nữ gì em cũng sale sập sàn cho mọi người, còn 250k đây ạ. Vân Anh Mai Mạnh Hùng, Vân Anh Mạnh Hùng em thấy đơn rồi, Minh Thư em thấy đơn rồi, Diệu Luân em chưa thấy đơn nha, Minh Thư em thấy đơn rồi ạ. Rồi nhanh chóng chốt đơn hàng mẫu này nha. Vũ Nhung ơi, em thấy đơn của Vũ Nhung rồi ạ. Dạ, chị nào hôm qua đặt thì sáng nay và chiều nay sẽ có nhân viên bên em gọi điện xác nhận đơn hàng lại một lần nữa ạ. Rồi Hiền Trần em thấy đơn rồi, Eva Chi em thấy đơn rồi, Thành Công em thấy đơn rồi nha. Đây Kiều Quyền em chưa thấy đơn nè. Nhật Nguyễn Thị Nhật nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại để được đặt màu xanh nha. Hà Ánh em thấy đơn rồi, Lưu Thu Phụng em thấy đơn rồi, Rùa Côn Đảo em thấy đơn rồi, mình thấy Trần San comment rồi nha. Rồi hàng Việt Nam xuất khẩu nha mọi người ơi, rất là đẹp đây ạ. Rồi Nguyễn Ngọc Anh em thấy đơn rồi, màu kem neon đây ạ. Ánh Tuyết em thấy đơn rồi nha, size từ 35 cho tới 40 cho đôi màu kem neon ạ. Mã là B1, số điện thoại cộng 250k cho em nha. Hà Phước Quý em thấy đơn rồi, Nguyễn Thị Kiều Lan em thấy đơn rồi nha, rất là đẹp đây ạ. Đồng giá 250k một đôi và được miễn phí ship đây ạ. Sơn Hoàng nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại cho em nha. Sơn Hoàng ơi, Hiệp Nguyễn Văn em thấy đơn rồi ạ. Mọi người nhớ là phải đầy đủ mã hàng cộng số điện thoại thì em mới chốt được đơn nha. Thanh Thục ơi em thấy đơn rồi ạ. Dạ, giày nam có hai màu xám và đen ạ. Size nam lớn nhất là 44 nha mọi người. Thanh Thục em thấy đơn rồi nha. Mã là B1, số điện thoại cộng 250k, đồng giá 250k một đôi ạ. Phạm Thanh Thư em thấy đơn đặt hàng rồi nha, rất là đẹp đây ạ. Đế phối màu chống trơn chống trượt cho mọi người, đồng giá 250k một đôi ạ. Hai màu đen và xám full size nam nữ từ 35 cho tới 44 nha. Mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k cho em ạ. Ngân Q em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Mẫu là màu xám và màu đen là full size nam nữ đen đi dài cặp được nha mọi người. Ngoài ra là bên em sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho mọi người khi đặt hàng trong giờ livestream của em ạ. Rồi Kiều Quyền em thấy đơn rồi, hàng Việt Nam xuất khẩu đây nha mọi người. Hàng Nai Việt Nam xuất khẩu rất là đẹp đây ạ. Đồng giá 250k một đôi ạ. Tuấn Soi DE em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Rồi em qua đôi màu xám phối hồng cho mọi người. Ok, hủy đơn cho Khánh Linh ạ. Bùi Anh Tú em thấy đơn rồi, Phượng Hồng em thấy đơn rồi, Trang em thấy đơn rồi nha. Dạ, đồng giá 250k một đôi màu xám phối hồng size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k để được đặt hàng ạ. Thu Hà Phạm em thấy đơn đặt hàng rồi, Nguyễn Thị Mai em thấy đơn rồi, Nợ Em Nụ Cười nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại cho em nha. Nợ Em Nụ Cười, Hoài Nga em thấy đơn rồi, Thùy Dương em thấy đơn rồi, Đặng Thanh Nhàn em thấy đơn rồi, Kim Anh Nguyễn em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Đỗ Nghiêm ơi em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Dạ mọi người ơi, tiền nào của nấy nha, hàng Việt Nam xuất khẩu ạ. Yuki Hà em thấy đơn rồi, Vũ Diệp em thấy đơn rồi, Hoa Mai Nguyễn em thấy đơn rồi, Cô Dễ em thấy đơn rồi ạ. Rồi Alice Mi Hoàng em thấy đơn rồi, em thấy đơn của số điện thoại có số là 01-20822 rồi nha.
Rồi, mã nam là B1 cộng số điện thoại luôn nha mọi người ơi. Nguyễn Thị Khánh Ly em thấy đơn rồi, Tăng Lan Hương em thấy đơn rồi, Cường Xin em thấy đơn rồi, Mai Thương ơi nhanh chóng bổ sung mã hàng B1 cộng số điện thoại cho em nào. Hàng Ngân em thấy đơn rồi nha. Hữu Thị Bích Ngọc em thấy đơn rồi ạ. Dạ mọi người đồng giá 250k một đôi, mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k nha. Nguyễn Ngọc Anh em thấy đơn rồi, Anh Trần em thấy đơn rồi, Thùy Luận em thấy đơn rồi, Mai Ngọc Anh em thấy đơn rồi, Nợ Em Nụ Cười em thấy đơn rồi nha. Dạ chị Tâm Võ muốn đặt 3 đôi màu hồng xám size 37 thì nhanh chóng comment B1 cộng số điện thoại cho em nào. Chiến Kẹo em thấy đơn rồi, Ngọc Nguyễn em thấy đơn rồi, Bùi Ngọc Thị Anh em thấy đơn rồi, Hằng Binh Bong Phạm em thấy đơn rồi, Thùy Nguyễn em thấy đơn rồi, Kim Quyên em thấy đơn rồi, Con Lùn em thấy đơn rồi, Bỉm Sữa Bé Dung em thấy đơn rồi, Trắng Khói em thấy đơn rồi, Ti Lu em, Ly Tu em thấy đơn rồi nha. Rồi Mai Thương em thấy đơn rồi nè, HMC Hiền Mộc Châu em thấy đơn rồi nha. Đồng giá 250k một đôi, mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k nha. Gạo em thấy đơn rồi, Lục Bình Trôi em thấy đơn rồi nha. Riêng hai màu xám và đen là full size nam nữ ạ. Thu Hồng Lê ơi, chị sáng nay và chiều nay sẽ có người gọi cho chị ráng đợi cho em, bởi vì ở bên em đang quá tải đơn đó nên các chị ráng đợi cho em nha. Rồi, hai màu xám và đen là full size nam nữ nha các chị ơi. Nguyễn Thị Sáng em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Rồi Nợ Em Nụ Cười em thấy đơn rồi, Tâm Võ em thấy đơn rồi nha, Ly Dông Đê em thấy đơn rồi ạ. Rồi Nguyễn Anh Trang em chưa thấy đơn của Nguyễn Anh Trang ạ. Rồi chị nào muốn đặt mẫu này thì nhanh chóng chốt ạ. 5 phút nữa thôi là em qua mẫu đây nha mọi người, 5 phút nữa thôi là em chốt mẫu này tại đây, em không like mẫu này nữa đâu nha. Ngân Q em thấy đơn rồi, thì anh Phạm Huỳnh em thấy đơn rồi, Hoàng Điệp em thấy đơn rồi ạ. Mai Hồng ơi, mình chưa thấy đơn của Mai Hồng, nhanh chóng chốt đơn hàng lại cho em ngay lập tức nào Mai Hồng ơi. Nguyễn Song em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Dạ em cảm ơn Yến Ngọc Lê rất là nhiều nha. Mai Thơ em thấy đơn rồi, Nguyễn Diêu em thấy đơn rồi, Rùa Côn Đảo em thấy đơn rồi ạ. Lan Phạm em chưa thấy đơn của chị nha. Rồi rất là đẹp ạ, màu cam neon đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 ạ. Phạm Nhật Nguyễn Thị Nhật em thấy đơn rồi ạ. Mã là B1 số điện thoại cộng 250k nào. Conan em chưa thấy đơn nha. Đồng giá 250k một đôi, mã là B1 số điện thoại cộng 250k ngay bây giờ nào. Duyên Ly ơi, nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại ngay bây giờ nha. Hiên Trần ơi, Hiên Trần nhanh chóng bổ sung lại mã hàng cộng số điện thoại nha chị ơi. Biển Đông em thấy đơn rồi nè, Đức Nguyễn em thấy đơn rồi, Hùng Lá em thấy đơn rồi nha. Rồi em qua đôi màu xanh ngọc cho các chị nha. Ngân Q em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 đây ạ. Mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k nha mọi người ơi. Ái Trân em thấy đơn hàng của Ái Trân rồi, mình thấy béo nu comment rồi nha. Đế chống trơn chống trượt cực kỳ đẹp ạ. Hàng nai xuất khẩu nên các chị yên tâm về chất lượng bên em là cực kỳ đẹp ạ. Lê Thị Hồng Diễm em thấy đơn rồi nha. Dạ Duyên Ly em thấy đơn rồi ạ. Nguyễn Anh Trang em thấy đơn rồi, Hoàng Huyền em thấy đơn rồi nha. Dạ Hoài Ni ơi, sáng nay và chiều nay sẽ có người chốt đơn hôm qua nên Hoài Ni ráng đợi cho em nha. Rồi Rùa Côn Đảo em không thấy chị hỏi gì về ạ. Trịnh Nữ em thấy đơn rồi nha. Đồng giá 250k một đôi, mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k nào. Vô Trường nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại nha. Em thấy đơn đặt hàng của bạn có số điện thoại 097366 rồi. Ngân Q em thấy đơn rồi nha. Nguyễn Trang em thấy đơn rồi ạ. 250k và được miễn phí ship toàn quốc đây nha mọi người ơi. Kim Thoa em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Em thấy đơn của bạn có số điện thoại 097366 rồi ạ. Rồi mọi người ơi, nhanh chóng chốt đơn hàng, em chuẩn bị qua mẫu nha. Thảo Nguyên ơi, chị muốn mua đôi xám hay đôi xanh thì nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em ạ. Phương Nguyễn em thấy đơn rồi, Sơn Điệp em thấy đơn rồi nha. Đồng giá 250k một đôi và được miễn phí ship toàn quốc. Mã đặt hàng là B1 cộng số điện thoại ngay bây giờ ạ. Dạ mọi người sẽ được miễn phí ship toàn quốc nha. Và bên em sẽ ship code cho mọi người không cần phải ship code cho em đâu ạ. Không cần phải chuyển khoản cho em đâu nha. Rồi mình thấy Hiền Lê comment rồi, em qua đôi màu xám phối hồng cho mọi người đã. Đồng giá 250k một đôi, mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k nha. Lê nhà em thấy đơn rồi, Lan Phạm em thấy đơn rồi ạ. Dạ, size 43 là có hai màu đen và xám nha mọi người. Size nam có hai màu đen và xám, mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k. Đây, hai màu đen và xám là full size nam nữ từ 35 cho tới 44 nha. Đồng giá 250k một đôi cho size nam và size nữ luôn ạ. Gia Như Anh Hiếu em thấy đơn rồi, Thảo Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Đồng giá 250k, mã là B1 số điện thoại ngay bây giờ nào. Vô
Vơ Trường nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại cho em nha Vơ Trường ơi. Duyên Ly em thấy đơn rồi, Anh Lê em thấy đơn rồi nha. Rồi, màu xám hồng đồng giá 250k một đôi. Chị nào muốn mua thì nhanh chóng comment B1 cộng số điện thoại cộng 250k cho em nha. Trang Trần em thấy đơn rồi, Anh Lê em thấy đơn rồi, Hường Bùi em thấy đơn rồi nha. Dạ Thùy Nguyễn em thấy đơn rồi. Rồi mọi người ơi, có ai còn muốn đặt mẫu này nữa không ạ? Em qua mẫu nha mọi người ơi, em sẽ không quay lại mẫu này nữa đâu ạ. Em qua mẫu nha. Rồi Thùy Nguyễn em thấy đơn rồi, Hồng Phan em chưa thấy đơn nha. Vơ Trường em thấy đơn rồi ạ. Mu Lê Dung em thấy đơn rồi ạ. Đây màu cam nông cho mọi người, đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã là B1, số điện thoại cộng 250k nha. Ngân Kiêu em thấy đơn rồi, Nguyễn Thanh em thấy đơn rồi, Đức Yên em thấy đơn rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi đây ạ. Hương Mai nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại cho em nha chị Hương Mai ơi. Dạ Phượng Lê em thấy đơn hàng của Phượng Lê rồi ạ. Đây màu xanh ngọc cho mọi người, đồng giá 250k một đôi, mã là B1 cộng số điện thoại cho em nha. Dạ Hằng Binh Bong Phạm em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Dạ size 44 có hai màu xám và đen nha mọi người. Size 44 có hai màu xám và đen ạ. Mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k cho em nha. Hạnh Nguyễn em thấy đơn đặt hàng của Hạnh Nguyễn rồi ạ. Rồi em chốt mẫu này tại đây nha, em cảm ơn mọi người rất là nhiều. Trần Liên em thấy đơn rồi, Hảo Lê em thấy đơn rồi nha. Rồi dạ size nhỏ nhất bên em là size 35 rồi nha mọi người ơi. Khanh Nguyên em thấy đơn rồi ạ. Dạ bên em là ở Sài Gòn và mọi người đặt hàng trong giờ livestream sẽ được miễn phí ship ạ. Khang Nguyên em thấy đơn rồi, Linh Trang em thấy đơn rồi nha. Dạ Mai Thương ơi, dạ đen pha hồng là hết rồi nha chị ơi. Dạ đôi màu xanh ngọc đồng giá 250k mà là B1 số điện thoại cộng 250k để được đặt hàng nha. Nguyễn Phấn em thấy đơn đặt hàng của Nguyễn Phấn rồi ạ. Heo mụn mỉm ơi, mình thấy đơn rồi nha. Heo mụn mỉm. Dạ size 40 có hết nha chị ơi. Màu tất cả các màu đều có size 40, đồng giá 250k một đôi, mã là B1 cộng số điện thoại ngay bây giờ ạ. Rồi, còn đôi đen và đôi xám. Đôi đen và một đôi xám là full size nam nữ từ 35 cho tới 44 nha mọi người. Size nam size nữ gì đồng giá 250k hết ạ. Mã là B1 số điện thoại cộng 250k. Đặt hàng trong giờ livestream sẽ được miễn phí ship ạ. Dạ em có ship về Hà Tĩnh và được miễn phí ship toàn quốc nha mọi người. Để chống trơn chống trượt cho mọi người, đồng giá 250k. Mình thấy Đặng Thanh comment rồi nha. Rồi em cảm ơn mọi người rất là nhiều, em qua mẫu đây ạ. Dạ, mọi người đặt hàng thì ngày mai em sẽ ship cho mọi người nha. Rồi Ái Trân ơi, ok, đổi lại là đen 36 cộng 41 nha, ok nào. Nước mắt buồn nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại cho em. Nước mắt buồn thiếu số điện thoại nào. Vân Trần em thấy đơn rồi, Tiên Phạm em thấy đơn rồi, Nguyễn Thị Tuyết Hồng em thấy đơn rồi, Thùy Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Rồi mọi người em kết thúc mẫu này tại đây nha, em cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Rồi lên nha, em thấy đơn rồi, Quỳnh Nguyễn em thấy đơn rồi, Linh Linh em thấy đơn rồi ạ. Dạ An Nguyễn ơi, những ai mà đặt hàng hôm qua thì hôm nay bên em sẽ liên lạc mọi người, ráng đợi cho em bởi vì quá nhiều đơn ạ. Mai Thị Thơm em thấy đơn rồi nha. Rồi em qua mẫu nha mọi người, cảm ơn mọi người nha mọi người ơi. Rồi đôi màu, ok lên nhá, đổi lại đôi màu đen. Rồi em qua mẫu nha, em kết thúc mẫu này tại đây đây ạ. Nguyễn Thị Như Hảo em thấy đơn rồi nha. Dạ Sài Gòn cũng được miễn phí ship, em ở Sài Gòn và 1 tới 2 ngày là mọi người có hàng ở Sài Gòn rồi nha. Rồi nhanh chóng chốt đơn hàng bằng cách comment B1 cộng số điện thoại để được đặt đôi này nha mọi người. Đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 cho 3 màu cam, xanh ngọc và xám phối hồng. Còn riêng hai màu xám phối đen, đen phối trắng là full size nam nữ từ 35 cho tới 44 luôn. Mã là B1 cộng số điện thoại cộng 250k. Đồng giá 250k một đôi thôi nha. Lý Hoàng Sơn em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Thúy Hoàng em chưa thấy đơn của chị nha. Dạ em ở quận 7 Sài Gòn và hiện tại em chỉ sale đồng giá 250k trong giờ livestream thôi. Các chị đến shop em mua là mẫu này em bán với giá 400.000 nha mọi người. Lily em thấy đơn hàng của Lily rồi ạ. Rồi xíu nữa em sẽ qua mẫu B2 cho các chị nha. Bây giờ hiện tại em qua mẫu mới rồi nha mọi người ơi. Mẫu này là mẫu B3 ạ. Ngô Huyền ơi em thấy đơn rồi nha. Dạ mẫu này là mẫu B3, đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 nha. Thanh Trực Phạm Lê em thấy đơn rồi ạ. Rồi Trâm Keo Ly em thấy đơn rồi, Phương Thúy nhanh chóng bổ sung số điện thoại nào. Nhung Nguyễn em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Đây mẫu này là B3 cộng số điện thoại, đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 ạ. Trâm Keo Ly em thấy đơn rồi nha. Đây vải cực đẹp nha mọi người, rùa Côn Đảo em thấy đơn đặt hàng của rùa Côn Đảo rồi ạ. Hai bên hông sọc gân nổ cực kỳ đẹp đây nha mọi người, đồng giá 250k một đôi và được miễn phí ship. Mã là B3 cộng số điện thoại ngay bây giờ. Dạ mọi người yên tâm lên, rất là êm chân ạ.
Hà Lam nhanh chóng bổ sung số điện thoại ngay bây giờ nha. Ship Hà Nội được miễn phí ship khi đặt hàng trong giờ livestream ạ. Rồi Thanh Thái Bình em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Dạ Lý Trúc ơi, mẫu vừa rồi là mẫu B1 nha. Rồi Ngọc em thấy đơn đặt hàng của Ngọc rồi ạ. Dạ ship tỉnh được miễn phí ship nha mọi người ơi. Rồi Phan Thị Tâm em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Mã em đang cầm trên tay là B3 cộng số điện thoại nào. Trinh Tây em thấy đơn rồi, ốc sen em thấy đơn rồi ạ. Size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã là B3, số điện thoại đồng giá 250k một đôi. Đặt hàng trong giờ livestream sẽ được miễn phí ship đây nha mọi người. Để chống trơn chống trượt cực đẹp đây ạ. Thúy Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Rồi em qua đôi màu hồng cho mọi người nha. Hồng bờ quê em thấy đơn rồi, An Huỳnh em thấy đơn rồi ạ. Đây, đôi màu hồng đào cực đẹp đấy nha mọi người. Hiền Phạm em thấy đơn rồi, Thanh Trúc Phạm Lê em thấy đơn rồi, Ngân Kiêu em thấy đơn rồi. Đôi màu hồng đào đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 ạ. Dạ Hà Nội được miễn phí ship khi đặt hàng trong giờ livestream của em nha. Bác sĩ Hà Nguyễn em thấy đơn rồi ạ. Phương Thúy em thấy đơn rồi nha. Hiền Phạm em thấy đơn rồi ạ. Thùy Anh Phạm nhanh chóng bổ sung mã hàng B1 cộng số điện thoại cho em nha. Thùy Anh Phạm ơi, ốc sen em thấy đơn rồi, Đỗ Nghiêm em thấy đơn rồi, màu hồng đào cho các chị đây ạ. Đế phối màu hồng đào theo màu dày đồng giá 250k, size từ 35 cho tới 40, mã là B3 cộng số điện thoại ạ. Thu Thảo em thấy đơn rồi, Giang Phạm em thấy đơn rồi ạ. Rồi Tuyền Thanh em thấy đơn rồi, Nguyễn Thị Mỹ Duyên em thấy đơn rồi nha. Đỗ Mỹ Duyên ơi, hôm qua chị đặt thì hôm nay sẽ có người chốt cho chị nha. Nước mắt buồn em thấy đơn rồi, đồng giá 250k một đôi. Dạ Quảng Ninh sẽ được miễn phí ship toàn quốc nha. Hiền Phạm em thấy đơn rồi ạ. Rồi ok Thu Thảo, size 38 cho Thu Thảo luôn ạ. Rồi em qua đôi màu xám cho các chị luôn nha. Chị nào muốn đặt mẫu này thì nhanh chóng chốt nha. Huyết Nhật Thảo em thấy đơn rồi, đồng giá 250k và được miễn phí ship ạ. Em sẽ ship code cho mọi người không cần phải chuyển khoản cho em đâu nha. Hà Anh Trương nha, em thấy đơn rồi. Mai Đinh Diệu Mến em thấy đơn rồi nha. Táo Đỏ ơi, Táo Đỏ hôm qua đặt hàng thì hôm nay sẽ có người xác nhận đơn hàng lại cho Táo Đỏ nha. Chu Vân em thấy đơn rồi. Dạ Tỉnh Lẻ cũng được miễn phí ship nên mọi người yên tâm, em nói là em ship dạ miễn phí ship toàn quốc ạ. Đây rất là đẹp đây nha mọi người, màu xám, đồng giá 250k, size từ 35 cho tới 40, mã là B3 cộng số điện thoại. Hiền Ngô em thấy đơn đặt hàng của Hiền Ngô rồi ạ. Em cảm ơn Hùng Lương rất là nhiều nha. Rồi nhanh chóng chốt đơn hàng cho em, vải gân nổi cực đẹp đấy ạ. Đồng giá 250k một đôi, đế phối màu theo màu dày chống trơn chống trượt. Dạ Huế cũng được miễn phí ship nha mọi người ơi. Đồng giá 250k, size từ 35 cho tới 40. Cách thức đặt hàng là comment B3 cộng số điện thoại cộng 250k cho em nha. Cẩm Trúc em thấy đã đặt hàng rồi, mình thấy đô vì comment rồi nha. Rồi ok, đổi màu trắng B3 sang màu sáng cho Hiền Phạm ok ạ. Phương Dung em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Dạ mẫu này em chỉ có size từ 35 cho tới 40 thôi nha. Mã là B3 cộng số điện thoại cho em ạ. Khang Nguyên em thấy đơn rồi. Ngọc Ruby em thấy đơn rồi nha. Phương Dung ơi em thấy đơn rồi ạ. Vân Anh em thấy đơn. Táo Đỏ em thấy đơn rồi. Ngọc Hoa Trần em thấy đơn rồi nha. Đây màu đen cho mọi người, đế phối đen theo màu dày chống trơn chống trượt. Dạ Đắk Lắk cũng được miễn phí ship luôn nha mọi người ơi. Đinh Thịnh em thấy đơn rồi, Bong Bong em thấy đơn rồi, Huệ Nguyễn em thấy đơn rồi ạ. Mã là B3 cộng số điện thoại để được đặt hàng nào. Harry nhanh chóng bổ sung mã B3 cộng số điện thoại ngay bây giờ để được đặt hàng nha mọi người ơi. Khế Chua em thấy đơn hàng của Khế Chua rồi ạ. Harry nhanh chóng bổ sung mã B3 cộng số điện thoại nè. Đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 đây ạ. Rồi Thùy Dương em thấy đơn rồi nha. Vũ Tuấn Kiệt em thấy đơn. Dạ được miễn phí ship khi đặt hàng trong giờ livestream nha. Ngân Kiêu em thấy đơn là đặt hàng rồi ạ. Màu xám cho mọi người rất là đẹp đấy nha. Đồng giá 250k một đôi, mã là B3 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em ạ. Đồng giá 250k và được miễn phí ship size từ 35 cho tới 40 nha. Hải Phòng là từ 5 tới 7 ngày có nha chị ơi. Sarah Nguyễn em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Em qua đôi màu trắng cho mọi người đây ạ. Màu trắng đồng giá 250k, size từ 35 cho tới 40, mã là B3 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nha. Giá 250.000 ạ. Bằng vải rất là dày dặn nha các chị. Vải rất là, vì là bằng vải nên vệ sinh vải rất là dễ ạ. Lê Thị Hồng Diễm em thấy đơn rồi, Trang Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Hiri em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Đế bằng cao su dẻo cao 3 phân nè. Đế chống trơn chống trượt cho mọi người nha. Chị nào muốn mua mẫu này thì nhanh chóng chốt đơn hàng cho em nào. Đại Công em thấy đơn rồi, Thu Cóc em thấy đơn rồi ạ. Rồi em qua đôi màu hồng đào cho mọi người nha. Hiền Phạm ơi em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Tuyết Nguyễn em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Vinh Trần em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Nguyễn Hường em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Em qua đôi màu hồng đào cho chị nha. Dạ Phú Thọ là từ 5 tới 7 ngày là có hàng ạ. Đế bằng cao su dẻo nha, em test
giá cho mọi người để mọi người yên tâm ạ. Mọi người đôi màu hồng đào là cực kỳ xinh nha, đồng giá 250k một đôi. Mã là B3 cộng số điện thoại ngay bây giờ ạ. Phạm Tú em thấy đơn rồi nha, Nguyễn Tú em thấy đơn rồi ạ. Đồng giá 250k, mã là B3 cộng số điện thoại trên nhạc đây. Hiền Ngô nhanh chóng bổ sung mã hàng B3 cộng số điện thoại để được đặt đôi màu hồng size 37 nào Hiền Ngô ơi. Hiền Ngô thiếu số điện thoại rồi nha. Dạ Hoàng Tú ơi, hôm qua gọi điện thì hôm nay bên em mới chốt đơn hàng nên anh ráng đợi cho em nha. Đây, đế bằng cao su dẻo rất là mềm, độ đàn hồi rất là cao nha. Nhật Thanh Hồ em thấy đơn rồi, đồng giá 250k một đôi, mã là B3 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nha. Huệ Neo em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Dạ Thu Cấp em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Kiều Lan em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Su Su em thấy đơn đặt hàng rồi. Em qua đôi màu hồng đào cho mọi người. Hồng đào chỉ còn 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã là B3 cộng số điện thoại cho em nha. Màu hồng đào rất là xinh nha, kết hợp với váy được luôn nè. Đây, mẫu này nổi bật nhất là phần vặn cực đẹp nha mọi người. Út Heo em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Rồi mọi người nhanh chóng chốt đơn mẫu này, em chuẩn bị qua mẫu khác đây nha mọi người ơi. Đây, mẫu này size từ 35 cho tới 40, mã là B3 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nào. Vân Nguyễn em chưa thấy đơn của Vân Nguyễn nha. Đây, đế phối màu hồng theo màu dày chống trơn, chống trượt, chống dơ, mã là B3 cộng số điện thoại ngay bây giờ nha. Dạ Su Su em thấy đơn rồi ạ. Trúc Nguyễn ơi, B1 vẫn còn ship nha. Và em sẽ được miễn phí ship khi đặt hàng trong giờ livestream của em ạ. Tăng Lan Hương em thấy đơn rồi, Ngô Hạnh em thấy đơn rồi nha. Nguyễn Hoa em thấy đơn rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi ạ. Rồi Na Xí Mùa em thấy đơn rồi, Đỗ Nghiêm em thấy đơn rồi. Dạ Huỳnh Như Ngọc B1 còn nha. Nguyễn Anh, Nguyễn Quang Minh em thấy đơn rồi, Nguyệt Minh em thấy đơn rồi, Vũ Lâm Oanh em thấy đơn rồi nha. Đây em qua đôi màu đen cho mọi người nha. Mình chưa thấy đơn của Huỳnh Liên nha. Đồng giá 250k một đôi và được miễn phí ship ạ. Mã là B3 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nào. B3 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em. Dạ được free ship nha Su Su ơi. Free ship khi đặt hàng trong giờ livestream ạ. Huỳnh Như Ngọc em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Đôi màu đen cho mọi người nha. Đồng giá 250k. Dạ Lạng Sơn cũng được miễn phí ship nha mọi người. Mã là B3 cộng số điện thoại. Giá 250.000, size từ 35 cho tới 40 ạ. Vũ Lâm Oanh em thấy đơn rồi nha. Trinh Tây em thấy đơn rồi ạ. Dạ mẫu nào em qua thì em không quay lại mẫu đó nên mọi người thông cảm nha. Tống Thanh Tâm em thấy đơn rồi ạ. Dạ em có ship tỉnh và miễn phí ship cho mọi người nha. Phạm Bùi Minh Châu em thấy đơn ạ. Dạ tối nay sẽ có nhân viên gọi điện xác nhận đơn hàng lại cho Su Su nha. Hà Lê em thấy đơn rồi ạ. Dạ mẫu này em chỉ có size nam à, em mọi người xin lỗi, em xin lỗi mọi người, mẫu này em chỉ có size từ 35 cho tới 40 thôi ạ. Mẫu này em chỉ có size từ 35 cho tới 40 thôi nha. Mã là B3 cộng số điện thoại để được đặt hàng ạ. Hải Xinh Xinh em thấy đơn rồi. Bắc Giang là từ 5 tới 7 ngày là có hàng nha chị ơi. Nguyễn Hồng Gấm em thấy đơn rồi ạ. Còn chị nào mà muốn ship nhanh á thì em sẽ chuyển phát nhanh cho các chị và các chị tốn phí ship cho em nha. Em thấy đơn đặt hàng của bạn có số điện thoại 0974333 rồi nha. Còn bên em hỗ trợ miễn phí ship là bên em sẽ ship thường cho mọi người ạ. Còn Sài Gòn là từ 1 tới 2 ngày là nhận được hàng nha mọi người. Trâm Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Minh Thảo em thấy đơn rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi, mã là B3 cộng số điện thoại ạ. Võ Thị Liên em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Size từ 35 cho tới 40. Đôi này là đôi full trắng đấy ạ. Full trắng duy nhất bên em đây nha. Mã là B3 cộng số điện thoại ngay bây giờ ạ. Rồi đôi đen đồng giá 250k luôn ạ. Mã là B3 cộng số điện thoại luôn nha mọi người. Trinh Ta nhanh chóng bổ sung mã B3 cộng số điện thoại cho em nha. Trinh Ta nhanh chóng bổ sung mã B3 cộng số điện thoại. Thanh Thủy em thấy đơn rồi ạ. Quảng Trị là từ 5 tới 7 ngày là nhận được nha chị ơi. Hà Nội cũng từ 5 tới 7 ngày luôn ạ. An Giang được miễn phí ship luôn nha. Rồi Tuyết Hương em thấy đơn rồi ạ. Nha Trang là từ 3 tới 5 ngày là có hàng nha chị ơi. Bạc Liêu từ 3 tới 5 ngày luôn ạ. Đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã là B3 cộng số điện thoại để được đặt hàng nào. Kiều Sa Ki Đoàn em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Rồi Lương Ngọc ơi, nếu mà hôm qua chị đặt thì hôm nay nhân viên bên em mới gọi điện xác nhận đơn hàng ạ. Trinh Ta em thấy chị bổ sung mã hàng màu xám rồi nha, em thấy đơn của chị rồi ạ. Rồi mẫu này em kiểu size từ 35 cho tới 40 thôi ạ. Giá là 250k, mã là B3 cộng số điện thoại ạ. Rồi Như Hoa Phạm em chưa thấy đơn của Như Hoa Phạm nha. Trần Yến Nhi em thấy đơn rồi ạ. Dạ mẫu này em kiểu size từ 35 cho tới 40, mã là B3 cộng số điện thoại cho em nào. Giá 250.000 ạ. BB Trần nhanh chóng bổ sung mã B3 cộng số điện thoại cho em nha. Để đặt đôi đen size 37 nào. BB Trần ơi, nhanh chóng bổ sung mã B3 cộng số điện thoại. Gia Bảo Lê em thấy đơn đặt hàng ạ. Nghệ An là từ 5 tới 7 ngày là có hàng nha. Rồi Dung My em thấy đơn hàng của Dung My rồi ạ. Ngọc Trầm em thấy đơn hàng của Ngọc Trầm rồi nha. Dạ Hồng Phan em thấy chị rồi nha. Nông Bích Hồng em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Giao tận nhà cho mọi người. Quỳnh Anh Nguyễn em thấy đơn rồi ạ. Khánh Hòa là từ 3 tới 5 ngày là có hàng nha. Nhi Nhi em thấy đơn rồi.
Rồi Hùng Hồ ơi, nhanh chóng bổ sung mã hàng B3 cộng số điện thoại cho em nào. Rồi em qua mẫu đây nha mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều, chốt mẫu này tại đây nha. Rồi tạm biệt mọi người mẫu này nha, qua mẫu rồi em sẽ không quay lại mẫu này nữa đâu ạ. Dạ, Tuyên Quang là từ 5 tới 7 ngày là có, Phù Khê từ Sơn Bắc Ninh cũng từ 5 tới 7 ngày là có và được miễn phí ship khi đặt hàng trong giờ livestream ạ. BB Trần em thấy đơn rồi, Soái Tỷ em thấy đơn rồi nha. Rồi Lâm Đồng là từ 3 tới 5 ngày là có nha chị ơi. Hạnh Rose em thấy đơn rồi. Hồng Uyên chị nhanh chóng bổ sung mã hàng B3 cho em nào. Hạnh Rose em thấy đơn rồi, Minh Nguyệt em thấy đơn rồi. Chị Hồng Uyên có còn đang xem livestream của em thì nhanh chóng bổ sung mã B3 cho em nha chị Hồng Uyên ơi. Nhà Đắk Lắk là được miễn phí ship là từ 3 tới 5 ngày là có hàng nha, đồng giá. Mẫu hồi nãy là 250k. Rồi em qua mẫu mới rồi nha mọi người ơi. Huyền Thanh em thấy đơn rồi, An Nhiên em thấy đơn rồi ạ. Rồi em qua mẫu mới nha mọi người ơi. Em qua mẫu mới rồi ạ. Quang Vũ em thấy đơn rồi, An Nhiên em thấy đơn rồi nha. Dạ em qua mẫu mới là mẫu full size nam nữ rồi nha mọi người. Em qua mẫu mới full size nam nữ cho mọi người đây ạ. Hùng Hồ em thấy đơn rồi nha. Quang Vũ em thấy đơn rồi ạ. Dung My em thấy đơn rồi ạ. Đôi rằng ri bên em hàng IDS xuất khẩu đồng giá 250k một đôi, full size nam nữ từ 35 cho tới 44 ạ. Mã đặt hàng là B2 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nha. Phạm Mến em thấy đơn rồi, Hoàng Oanh em thấy đơn rồi ạ. Mẫu hàng Adidas xuất khẩu rằn ri ạ, full size nam nữ từ 35 cho tới 44. Mã là B2 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nha, rất là đẹp đấy ạ. Giá 250k một đôi, chị nào muốn mua thì phải đầy đủ mã hàng cộng số điện thoại cho em nha. Mã là B2 cộng số điện thoại cho em ngay lập tức nào. Đây mình thấy Phúc Nguyễn comment rồi nha. Rồi Như Hoa Phạm em thấy đơn rồi ạ. Nguyễn Tú ơi, Nguyễn Tú đặt hôm qua đúng không ạ? Em thấy đơn đặt hàng của bạn có số điện thoại 0974333 rồi ạ. Huỳnh Trúc ơi, nhanh chóng bổ sung mã hàng cho em nào. Thảo Ngọc ơi, chị nhanh chóng để lại mã hàng B2 cho em nữa nha. Em thấy đơn của Thảo Ngọc rồi ạ. Trúc Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Dạ, Bắc Ninh Quế Võ thì từ 5 tới 7 ngày là có hàng ạ. Đây, hàng Adidas xuất khẩu đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 44. Mã là B2 cộng số điện thoại ngay bây giờ để được đặt hàng nha mọi người, rất là đẹp ạ. Hàng Adidas xuất khẩu đây ạ, size chuẩn nha mọi người. Huệ Nguyễn em thấy đơn rồi ạ. Mã là B2 cộng số điện thoại ngay bây giờ nha. Huỳnh Trúc em thấy đơn rồi, Quỳnh Sumi em thấy đơn rồi ạ. Mã này là B2 nha mọi người. Huỳnh Liên em thấy đơn đặt hàng đồng giá 250k, full size nam nữ từ 35 cho tới 44, con trai con gái đều đi được hết ạ. Thảo Trúc Bi em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Dạ em bán ở Việt Nam nha mọi người. Em qua đôi màu ghi nâu cho mọi người nha. Em thấy bạn có số điện thoại 09076 đặt hàng rồi ạ. Mẫu này full size nam nữ nha mọi người. Đô Vi em thấy đơn rồi, Thảo Trúc Bi em thấy đơn rồi ạ. Rồi Hoa Thắng em thấy đơn rồi nha. Đồng giá 250k một đôi, mã là B2 cộng số điện thoại, full size nam nữ từ 35 cho tới 44 ạ. Best Shop Chuột Sinh em thấy đơn rồi ạ. Dạ Nguyễn Tú ơi, đặt hôm qua thì hôm nay mới có nhân viên gọi nên là Nguyễn Tú ráng đợi cho em nha. Duyên Tâm em thấy đơn rồi, Thảo Trúc Bi em thấy đơn rồi nha. Dạ chị Hương Nguyễn nhanh chóng để lại mã hàng cộng số điện thoại cho em ạ. Màu ghi nâu full size nam nữ từ 35 cho tới 44 nha. Dạ Táo Đỏ ơi, hôm qua đặt thì hôm nay bên em mới gọi nên chị ráng đợi cho em ạ. Dạ Thảo em thấy đơn rồi nha. Dạ Đỗ Vi ráng đợi cho em nha. Thu Hưởng em thấy đơn rồi, Trần Giang em thấy đơn rồi ạ. Đây ghi nâu đồng giá 250k, full size nam nữ, size nam, size nữ gì em cũng sell hết cho mọi người, còn 250k nha. Mã là B2, em xin lỗi, mã này là B2 nha mọi người. B2 cộng số điện thoại. Nghĩa Bùi em chưa thấy đơn của anh ạ. Diệp Út em thấy đơn rồi. Hạnh Phúc bên em phải đầy đủ mã hàng cho em nữa nha. Dạ Hạnh Phúc bên em thiếu mã hàng rồi ạ. Thu Như em thấy đơn rồi, Sakura em thấy đơn rồi nha. Dạ ok, giao trước Tết ạ, bởi vì em sắp nghỉ Tết rồi nên em sẽ giao hết mọi đơn hàng trước Tết cho mọi người ạ. Rồi đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 44 luôn ạ. Size nam size nữ đều có hết, mã là B2 cộng số điện thoại. Hàng ai đã xuất khẩu màu đỏ phối đen đấy ạ. Luận Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Dạ mẫu này full size nam nữ ạ. Mặt nạ da người muốn mua đôi màu rằn ri xanh rêu, giá 250k thì nhanh chóng comment B2 cộng số điện thoại cho em nào. Mọi người sẽ được miễn phí ship toàn quốc nha. Trần Thị Kim Yến em thấy đơn rồi, Nguyễn Việt em thấy đơn rồi, Minh Linh em thấy đơn rồi nha. Đây màu rằn ri cho mọi người đấy ạ. Rồi ok nha. Thảo Trúc Bi, Minh Linh em thấy đơn rồi, Luyện Nguyễn em thấy đơn rồi nha.
nhà hàng Adidas xuất khẩu nha mọi người ơi. Em qua đôi màu đen phối trắng ạ. Big Phương em thấy đơn rồi, Kim Phượng em thấy đơn rồi nha. Đây, đôi màu đen phối trắng cực đẹp ạ. Đen sọc trắng đồng giá 250k. Size từ 35 cho tới 44 luôn nha. Con trai con gái đều đi được hết ạ. Mã là B2 cộng số điện thoại cho em để được đặt hàng nha mọi người. Mặt nạ da người em thấy đơn rồi, mình thấy comment của Yến Yến rồi nha. Đây, màu đen sọc trắng rất là xinh nè mọi người, đồng giá 250k. Dạ có nam size 42 ạ. Dạ mẫu này em full size nam nữ từ 35 cho tới 44 đây nha mọi người ơi. Đồ vi em thấy đơn rồi ạ. Võ Hồng em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Để phối màu chống trơn chống trượt, để bằng cao su rất là nhẹ, rất là êm nha. Liêm Nguyễn ơi, nhanh chóng bổ sung mã hàng B2 cộng số điện thoại cho em nào. Rồi em qua đôi màu trắng cho mọi người nha. Màu trắng nè, Ngân Trương thì em thấy đơn rồi, Đỗ Ngọc Anh Thương em thấy đơn rồi ạ. Mẫu Adidas bên em là B2 cộng số điện thoại nha mọi người. Liêm Nguyễn em thấy đơn rồi, bên em là hàng chuẩn size bình thường, mọi người đi size bao nhiêu thì lấy size bấy nhiêu cho em nha. Rồi, màu trắng rễ phối đỏ đồng giá 250k, size từ 35 cho tới 44 đấy ạ. Mã là B2 cộng số điện thoại để được đặt hàng nha mọi người. Quang Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Dạ nữ size lớn nhất là 40 nha mấy chị ơi. Mẫu này em full size nam nữ từ 35 cho tới 44 ạ. Thiếu gia họ Đặng em thấy đơn rồi, Phan Tuấn Tú em thấy đơn rồi nha. Lê Thị Hồng Diễm em thấy đơn luôn rồi. Phi Yến em thấy đơn rồi nha. Cu 5 muốn mua đôi B2 thì nhanh chóng bổ sung mã hàng B2 cộng số điện thoại nào. Lạp Liva em thấy đơn rồi nha. Lạp Liva ơi. Rồi Hải Xinh Xinh ơi. Dạ không nha. Rồi Anh House em thấy đơn rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi ạ. Ok Thảo Trúc Bi size 37. Mã là B2 cộng số điện thoại nha. Full size nam nữ từ 35 cho tới 44 nha mọi người. Nguyễn Hương em thấy đơn rồi ạ. Dạ có size 40 nha. Mình thấy các Tuyền comment rồi ạ. Du Bùi em thấy đơn rồi. Ngân Trương Thi em thấy đơn rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi. Xám sọc đen rất là đẹp nha. Mã là B2 ạ. Mã là B2 cộng số điện thoại cho em ạ. Rồi Sakura em thấy đơn rồi ạ. Dạ mọi người sẽ được miễn phí ship khi đặt hàng trong giờ livestream của em nha. Lê Huyền em thấy đơn rồi ạ. Đây hàng Adidas xuất khẩu, mọi người yên tâm về chất lượng rất là đẹp. Đế bằng cao su đúc cao 3 phân này, đế phối màu chống trơn chống trượt nha. Mai Hồng em thấy đơn ạ. Đấy đơn rồi nha, chị Võ Hồng nhanh chóng bổ sung mã hàng cùng số điện thoại để được đặt size nữ 36 nam 42 nha. Chị Võ Hồng nhanh chóng bổ sung mã hàng cùng số điện thoại cho em nào. Rồi em qua đôi màu ghi nâu cho mọi người nha. Màu ghi nâu phối màu cực kỳ lạ mắt ạ. Đồng giá 250k một đôi full size nam nữ từ 35 cho tới 44 ạ. Mã đặt hàng là B2 cộng số điện thoại nào. Ý Nhi Phan nhanh chóng bổ sung số điện thoại nha. Thanh Thúy em thấy đơn rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi để phối màu chống trơn chống trượt chống dơ. Mã đặt hàng là B2 cộng số điện thoại nào. Lộc Phú em thấy đơn rồi. Trường Duy em thấy đơn rồi nha. Rồi Đỗ Ngọc Anh Thư ơi em thấy đơn rồi, Huyền Trang em thấy đơn rồi nha. Rồi Timit Tuyên Nguyễn em thấy đơn đặt hàng của Timit Nguyễn rồi ạ. Dạ vậy Nguyễn Tú nhanh chóng để lại số điện thoại cộng mã hàng, chắc là bị shop đơn của chị rồi ạ. Dạ hàng xuất khẩu nha chị ơi. Nhạn Candy em thấy đơn rồi, Huyền Thanh em thấy đơn rồi nha. Võ Hồng em thấy đơn rồi ạ. Lê Ngọc Xoan em thấy đơn rồi nha. Dạ có màu đen nữ size 35 nha. Vũ Tuấn Kiệt em thấy đơn rồi ạ. Lê Ngọc Xoay em thấy đơn rồi nha. Đây màu đen sọc trắng đồng giá 250k, size từ 35 cho tới 44, mã là B2 cộng số điện thoại cho em nha. Dovi em thấy đơn đặt hàng của Dovi rồi ạ. Đây rất là đẹp đấy ạ. Mình thấy Nguyễn Minh Hiền comment rồi nha. Dạ màu ghi nâu rất là xinh nha mọi người. Rồi em qua đôi màu rằn ri cho mọi người nữa ạ. Xuân Thịnh em thấy đơn đặt hàng của Xuân Thịnh rồi ạ. Đây màu rằn ri cho mọi người đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 44 nha. Mã là B2 cộng số điện thoại để được đặt hàng ngay bây giờ cho em nào. Rồi rất là đẹp nha mọi người. Chị nào muốn đặt hàng để được miễn phí ship thì nhanh chóng chốt đơn hàng cho em ạ. Du Bùi em thấy đơn hàng của Du Bùi rồi nha. Đây rất là đẹp đây ạ. Đức Chính ơi em thấy đơn hàng của Đức Chính rồi nha. Dạ màu trắng, đôi màu trắng em đang cầm trên tay giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã đặt hàng là B2 cộng số điện thoại cho em nha. Full size nam nữ luôn ạ. Nguyễn Huỳnh Thảo Như em thấy đơn rồi ạ. Dạ ship tỉnh được miễn phí ship nha mọi người. Em ở Sài Gòn em sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho mọi người khi đặt hàng cho trong giờ livestream của em nha. Giày trắng đế phối đỏ đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 44 ạ.
Mã đặt hàng là B2 cộng số điện thoại cho em để được miễn phí ship nữa nha mọi người. Huê Ngô Bích, em thấy đơn đặt hàng của Huê Ngô Bích rồi nha. Dạ Ngọc Phượng, chị nhanh chóng để lại số điện thoại cộng mã hàng cho em nào. Tú Yumi, em thấy đơn hàng của Tú Yumi rồi. Nhung Nguyễn, em thấy đơn rồi. Lạc Trô, em thấy đơn rồi nha. Dạ mẫu này đi giày đô được nha mọi người. Full size nam nữ từ 35 cho tới 44 luôn ạ. Rồi Mi Duyên, em thấy đơn rồi ạ. Chị Mai Hồng muốn đặt đôi màu trắng size 37 thì nhanh chóng comment B2 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nha. Cát Tuyền, em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Tina Tình, nhanh chóng bổ sung mã B2 cộng số điện thoại. Phương Nguyễn, em thấy đơn rồi nha. Dạ màu xám cam là màu nào vậy ạ? Không có tên, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Rồi đôi đàn ri 250k nha mọi người ơi. Ngọc Khả Tú, em thấy đơn rồi ạ. Rồi Thu Hưởng, em thấy đơn rồi. Hải Xinh Xinh, em thấy đơn rồi nha. Đây, đôi rằn ri size từ 35 cho tới 44 luôn nha mọi người. Rằn ri full size nam nữ từ 35 cho tới 44. Mã là B2 cộng số điện thoại cho em ạ. Đồng giá 250k một đôi thôi ạ. Lê Kiên, em thấy đơn rồi ạ. Lệ Lạnh Lùng, nhanh chóng bổ sung mã B2 cộng số điện thoại cho em để được đặt hàng nha. Lệ Lạnh Lùng ơi. Huệ Đặng, em thấy đơn rồi nha. Khang Khang, em thấy đơn rồi ạ. An Trần, nhanh chóng bổ sung số điện thoại cộng mã hàng B2 cho em nha. An Trần ơi. Dạ Katie Trang được miễn phí ship toàn quốc khi đặt hàng trong giờ live view của em nha. Rồi em qua đôi rằn ri này nha, em không quay lại đôi rằn ri này nữa đâu ạ. Em qua đôi màu đen cho các chị nha. Huệ Ngô Bích, em thấy đơn rồi ạ. Mình thấy còi bấy bì comment rồi nha. Đôi màu đen sọc trắng cho mọi người, đồng giá 250k một đôi ạ. Mã là B2 cộng số điện thoại ngay bây giờ để được đặt hàng nha. Em ở Sài Gòn, em sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc khi đặt hàng trong giờ live view của em ạ. Đế phối màu chống trơn, chống trượt, chống dơ rất là xinh nha mọi người. Dạ Lê Thị Thúy Vân, em qua mũi nai rồi nha. Võ Hồng, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Dạ mẫu này full size nam nữ, size nam, con trai con gái gì đều mang được hết nha. Anh bé ơi, được miễn phí ship toàn quốc khi đặt hàng trong giờ live stream ạ. Dạ bên em là ship theo đường bưu điện ạ. Đôi màu trắng mã là B2 luôn nha mọi người. Màu trắng có size 43 ạ. Mã B2 cộng số điện thoại để được đặt hàng nha. Không có tên, em thấy đơn đặt hàng rồi. Shaki Nhật, em thấy đơn. Shaki Nhật, nhanh chóng bổ sung mã B2 cho em nha. Shaki Nhật ơi. Võ Hồng, em thấy đơn rồi. Thủy Nari, em thấy đơn rồi. Táo Đỏ, em thấy đơn rồi ạ. Rồi Sơ Con HT, em thấy đơn rồi nha. Hương Nguyễn, nhanh chóng bổ sung mã B2 cộng số điện thoại cho em nào. Nguyễn Hằng, nhanh chóng bổ sung mã B2 cộng số điện thoại ạ. Dạ đôi xanh rêu đằng sau em hết hàng rồi nha mọi người ơi. Tương Trần, nhanh chóng bổ sung mã B2 cộng số điện thoại nha. Táo Đỏ, em thấy đơn rồi. Huệ Nguyễn, em thấy đơn rồi nha. Size từ 35 cho tới 44, con trai con gái đều đi được hết ạ. Mã là B2 cộng số điện thoại ạ. Ngọc Hà, em thấy đơn rồi. Hiệp Nguyễn Phan, em thấy đơn rồi. Minh An em thấy đơn rồi nha. Dạ mẫu này full size nam nữ nha. Dạ Omachi có ok ạ. Rồi Tương Trần, nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nào. Tâm Acharan, nhanh chóng bổ sung mã B2 cộng số điện thoại. Dạ có size 39 nha. Rồi mọi người nhanh chóng bổ sung mã B2 cộng số điện thoại, phải đầy đủ mã B2 cộng số điện thoại thì em mới chốt được đơn ạ. Hoàng Anh, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Em ở Sài Gòn, em sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho mọi người nha. Ngọc Bích ơi, em thấy đơn của Ngọc Bích rồi ạ. Em qua đôi màu ghi nâu cho mọi người nha. Mi Lê, em thấy đơn rồi nha. Đây, đôi màu ghi nâu. Tương Trần, em thấy đơn rồi ạ. Rồi Thanh Thúy, em thấy đơn rồi nha. Đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 44, con trai con gái đều đi được hết ạ. Màu đen mã B2 luôn nha mọi chị Phan Mai ơi. Mã B2 cộng số điện thoại ạ. Suka Trần, em thấy đơn rồi ạ. Đây, đôi màu ghi nâu ạ. Size từ 35 cho tới 44 ạ. Mã là B2, số điện thoại cho em giá 250k ạ. Bảo An, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Thơ Tiger Thơ, nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nha. Đồng giá 250k một đôi thôi ạ. Size từ 35 cho tới 44 nha mọi người. Mã là B2 cộng số điện thoại để được đặt hàng ạ. Kari Ánh Minh ơi, em thấy đơn rồi nha. Thơ Tiger Thơ, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Huê Ngô Bích, size 37 cho chị ok ạ. Rồi Đặng Thúy, em thấy đơn rồi nha. Rồi em qua đôi màu đỏ cho mọi người nha. Ok chị Luyệt Nguyễn, màu ghi nâu ạ. Quỳnh Anh, em thấy đơn rồi nha. Phạm Hoàng Gia, em thấy đơn rồi ạ. Đây màu đỏ cho mọi người, đỏ sọc đen nè. Đồng giá 250k một đôi, hàng ai đã xuất khẩu. Mã là B2 cộng số điện thoại cho em nha mọi người. Full size nam nữ luôn ạ. Yên Annie, em thấy đơn rồi. Mình thấy Nhã Phương Lê comment đoạn. Đồng giá 250k một đôi và được miễn phí ship toàn quốc nè.
size từ 35 cho tới 44 luôn nha mọi người ơi. Mã là B2, cộng số điện thoại ngay bây giờ nào. Rồi, hàng dạ màu xám cho chị, ok. Kim Ngân, em thấy đơn hàng của Kim Ngân rồi nha. Nguyễn Doãn Định, em thấy đơn rồi ạ. Đây, màu xám phối đen cho mọi người ạ, đồng giá 250k. Hồng Cẩm Nguyên, em thấy đơn rồi, mã là B2, cộng số điện thoại ngay bây giờ để được đặt hàng miễn phí ship nha. Dạ, mẫu này em sale đồng giá còn 250k thôi ạ. Size từ 35 cho tới 44 cho mọi người đó. Như Lâm ơi, em thấy đơn rồi nha, 250k. Cô chủ nhỏ nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em ạ. Mini Mi, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Nguyễn Phương, nhanh chóng bổ sung mã B2 cộng số điện thoại cho em nha. Tân Nguyễn, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi full size nam nữ từ 35 cho tới 44 ạ. Mã là B2 cộng số điện thoại cho em nha. Nga Trần, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Size nhỏ nhất là 35 nha mọi người. Full size nam nữ, con trai con gái gì em cũng sale còn 250k hết ạ. Mã là B2 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nào. Vũ Kim Anh, em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Hương Nguyễn, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Mọi người phải đầy đủ mã hàng B2 cộng số điện thoại thì em mới chốt được đơn nha. Dòng Jimmy, em thấy đơn rồi. Đỗ Yến Lai, em thấy đơn rồi nha. Mọi người đặt hàng trong giờ livestream của em sẽ được miễn phí ship toàn quốc nha mọi người. Rồi Tina Tình ơi, nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nha. Nắng Mai, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi hàng, đôi rằn ri cực kỳ lạ mắt, cực kỳ cá tính đấy ạ. Full size nam nữ đi giày cặp được luôn nha mọi người. Mã là B2 cộng số điện thoại. Đặt hàng trong giờ livestream sẽ được miễn phí ship đấy ạ. Đây, đôi giày trắng mã là B2 nha mọi người. Tina Tình, em thấy đơn rồi. Em thấy đơn đặt hàng của số điện thoại có số là 0974333 rồi nha. Anh Đô, em thấy đơn rồi nha. Thành Trần, nhanh chóng bổ sung mã hàng B2 cộng số điện thoại cho em là Thành Trần. Khánh Muối, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Đôi màu trắng nha mọi người. Trắng là full size nam nữ từ 35 cho tới 44 ạ. Mã là B2 cộng số điện thoại cho em để được đặt hàng ạ. Nhã Phương ơi, đặt hôm qua thì hôm nay mới có người gọi điện nha. Dạ, Lâm Lê, nhanh chóng bổ sung mã hàng B2 cho em nữa ạ. Hương Nguyễn, ok Hương Nguyễn nha. Nguyễn Hồng Cẩm, em thấy đơn rồi ạ. Màu trắng full size nam nữ từ 35 cho tới 44, đồng giá 250k một đôi. Mã là B2 cộng số điện thoại ngay bây giờ. Hiền Lương, em thấy rồi nha. Hoàng Huyền, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Nguyễn Hà, em thấy đơn rồi nha. Đây, rất là đẹp đây ạ. Dạ, giày 29k là giày mẫu đầu tiên rồi nha mọi người ơi. Mẫu đầu tiên là giày 29k rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi, mã là B2 cộng số điện thoại. Giày rất là mềm, rất là êm nha mọi người, yên tâm, hàng Adidas xuất khẩu bên em ạ. Rồi, em ở Sài Gòn em sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho mọi người nha. Thanh Lê thì em thấy đơn rồi, nữ ngô em thấy đơn rồi nha. Rồi em qua đôi màu ghi nâu cho mọi người ạ. Màu ghi nâu phối màu cực kỳ lạ mắt luôn nha. Rồi mọi người, em chuẩn bị qua mẫu nha. Lâm Lê em thấy đơn rồi ạ. Dạ, đến mua trực tiếp thì giày quay trở về với giá gốc là 400.000 nha mọi người. Giá 250k là hàng sale rồi nha mọi người. Phạm Tuyến Sĩ em thấy đơn rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi, mã là B2 cộng số điện thoại, full size nam nữ từ 35 cho tới 44 nha. Rồi ok mọi người, em qua mẫu nha, em cảm ơn mọi người rất nhiều ạ. Em không quay lại mẫu này nữa đâu ạ. Su Su Chanh em thấy đơn rồi ạ. Mẫu này là B1 cộng số điện thoại để được đặt hàng nha mọi người. Thành Trần em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Đây, B1 số điện thoại nha mọi người, full size nam nữ từ 35 cho tới 44 ạ. Mã là B2 cộng số điện thoại nha mọi người. Cây Thi Trang em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Mã là B2 cộng số điện thoại, full size nam nữ đấy ạ. Đồng giá 250k một đôi rồi. Ok, cảm ơn mọi người nha. Em qua mẫu rồi nha mọi người ơi. Em qua mẫu rồi đây ạ. Bảo Ngọc ơi, em thấy đơn hàng của Bảo Ngọc rồi ạ. Hà Hích ơi, em thấy đơn rồi. Hương Nguyễn ơi, em thấy đơn rồi nha. Rồi em qua mẫu đây ạ. Mẫu em đang cầm trên tay là size từ 35 cho tới 40, giá 200.000 một đôi thôi ạ. Không có tên, em thấy đơn rồi nha.
Đây, mẫu mới rồi nha mọi người, 200.000 size từ 35 cho tới 40. Mã là A33 cộng số điện thoại để được đặt hàng ạ. Phương Thảo, em thấy đặt hàng của Phương Thảo rồi nha. Mã là A33 cộng số điện thoại để được đặt hàng ngay bây giờ nào. Thanh Lê thì em thấy đặt hàng rồi ạ. Đồng giá 200.000 một đôi, size từ 35 cho tới 40 đấy ạ. Bảo Ngọc em thấy đơn rồi nha. Đây em test giấy cho mọi người ạ. Hàng Việt Nam xuất khẩu nha mọi người ơi. Đế rất là mềm, rất là dẻo, đồng giá chỉ còn 250k một đôi ạ. Mã là A33 cộng số điện thoại, đồng giá 200.000 nha. Đây, đế bằng cao su dẻo cao 3 phân ạ. Nguyễn Minh Hiền, em thấy đây là hàng của Nguyễn Minh Hiền rồi nha. Đồng giá 200.000 một đôi thôi ạ. Thanh Nặng ơi, phải bổ sung mã hàng cho em nữa ạ. Đỗ Trọng Lực, em thấy đây là hàng của Đỗ Trọng Lực rồi nha. Rồi em chuẩn bị qua màu hồng đào cho mọi người rất là xinh nha. Em đang test giấy cho mọi người xem nè. Đồng giá chỉ còn 200.000 một đôi, size từ 35 cho tới 40. Mã là A33 cộng số điện thoại nha. Nana BMT, em thấy đơn rồi. Thanh Lê Thị ơi, em thấy đơn rồi nha. Rồi Trương Phương Mai, em thấy đơn rồi ạ. Rồi em qua đôi màu hồng đào cho mọi người nha. Thanh Đặng, em thấy đơn rồi ạ. Rồi Đan Thi Lê, em thấy đơn rồi nha. Dạ, đồng giá 200.000 một đôi, size từ 35 cho tới 40 cho một đôi màu hồng đào cực kỳ đẹp, đẹp mắt đây nha mọi người. Màu hồng đào lên cực kỳ trắng chân luôn. Như chocolate em thấy đơn rồi ạ. Kiều Kiều, anh sửa lại mã hàng cho em nha. Em không có like mã A53, anh sửa lại cho em nha. Kiều Kiều, chị Kiều Kiều ơi, sửa lại mã hàng nào. Tina Tình đặt 2 đôi đúng không ạ? Rồi, em thấy số điện thoại đặt hàng của bạn có số là 0974333 rồi nha. Thom Ngô em thấy đơn rồi, Luyệt Nguyễn em thấy đơn rồi ạ. Đế bằng cao su dẻo cao 3 phân, đế phối màu hồng theo màu dày chống trơn, chống trượt, chống dơ. Mã đặt hàng là A33 cộng số điện thoại cho em nha. Đồng giá 200.000 ạ. Thúy Ngân em thấy đơn rồi nha. Như Cherry em thấy đơn rồi ạ. Tina Tình ơi, chị đặt 2 đôi đúng không ạ? Mã là A33 cộng số điện thoại, đồng giá 200.000 ạ. Và sẽ được miễn phí ship toàn quốc khi đặt hàng trong giờ live stream của em nha. Thì Quách ơi, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. 200.000 một đôi thôi nha mọi người ơi. KKBB Kiều em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Ok chị Phương Mai, size 40 cho chị ạ. Dạ, mẫu giày nam là có hai màu trắng và đen ạ. Hai màu trắng và đen là full size nam nữ từ 35 cho tới 44. Size nam 250, size nữ 200.000 nha. Mã đặt hàng là A33 cộng số điện thoại để được đặt hàng ngay bây giờ cho em ạ. Rồi Thanh Nặng em thấy đơn rồi nha. Trinh Ngọc em thấy đơn rồi ạ. Em qua đôi màu trắng cho mọi người nha. Màu trắng full size nam nữ từ 35 cho tới 44. Con trai 250, con gái 200.000 ạ. Mã đặt hàng là A33 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em ạ. Đường Thị Kim Yến em thấy đơn rồi nha. Nhung Đô em thấy đơn rồi ạ. Nghiêm Jerry em thấy đơn rồi nha. Đế phối màu chống trơn, chống trượt, chống dơ đây ạ. Rất là đẹp nha, trắng phối đỏ rất là nổi bật. Đế bằng cao su dẻo cao 3 phân cho mọi người luôn ạ. Dạ, hai màu đen và trắng full size nam nữ từ 35 cho tới 44. Size nam 250, size nữ 200.000 nha mọi người. Lê Phước Dư em thấy đơn rồi ạ. Đăng Khoa nhanh chóng bổ sung mã hàng để được đặt hàng nha. Nguyễn Cao Khánh Minh em thấy đơn rồi. Nguyễn Văn Trung em thấy đơn rồi. Thom BG Ngô em thấy đơn rồi nha. Dương Oanh nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nào. Duyên Phạm em thấy đơn rồi. Bảo Ngọc nhanh chóng bổ sung số điện thoại nha. Dồn đơn cho Bảo Ngọc, ok em dồn đơn cho Bảo Ngọc nào. Đăng Khoa em thấy đơn rồi. Đức Nguyễn em thấy đơn rồi. Thò Nguyễn em thấy đơn rồi. Nhân Mai em thấy đơn rồi. Thư Sĩ em thấy đơn rồi nha. Rồi Nguyễn Thảo em thấy đơn rồi ạ. Rồi chị nào muốn mua màu đen thì comment A33 cộng số điện thoại nha. Ok Nguyễn Hương em thấy đơn rồi nha. 200 cho size nữ và 250 cho size nam với màu đen nha. Mã là A33 cộng số điện thoại. Đặt hàng trong giờ live stream sẽ được miễn phí ship ạ. Đế bằng cao su dẻo cao 3 phân, phần gót có phối một lớp da rất là đẹp đấy nha. Đồng giá 200 cho size nữ và 250 cho size nam. Mã là A33 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em ạ. Bảo Nguyễn Văn em thấy đơn đặt hàng rồi. Minh Đoan em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Rồi Diệu Linh Phạm em thấy đơn rồi ạ. Rồi em qua đôi màu trắng cho mọi người đây ạ. Màu trắng đồng giá 200 cho size nữ và 250 cho size nam. Mã là A33 cộng số điện thoại cho em nha. Đỗ Trọng Lực em thấy đơn rồi. Đế bằng cao su dẻo cao 3 phân ạ. Ok Huyền Thanh dồn đơn B2 và B3 cho Huyền Thanh ok ạ. Ngân Nguyễn nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nha. Tuyết Nguyễn em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Đen nam size 41 giá 250 nha mọi người. Mã là A33 cộng số điện thoại. Đồng giá 250 cho size nam và 200 cho size nữ đây ạ. Và đặt hàng trong giờ live stream sẽ được miễn phí ship đây nha mọi người ơi.
Rồi, anh tên chút em thấy đơn rồi ạ. Châu Kim Liên, em thấy đơn rồi nha. Màu hồng đào cho mọi người đã. Nga Thúy, em thấy đơn rồi. Màu hồng đào lên cực kỳ trắng chân nha. Kết hợp với váy hay là với quần đều được nên rất là xinh ạ. Đi Tết là lấy đôi màu hồng đào rất là dễ thương luôn ạ. Đồng giá 200.000 một đôi màu hồng đào, size từ 35 cho tới 40. Mã đặt hàng là A33, cộng số điện thoại cho em nha. Võ Kim Như, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Trường Đỗ Văn, em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Đế phối màu chống trơn chống trượt, đăng khoe em thấy đơn rồi. Đế bằng cao su dẻo cao 3 phân đây ạ. Rồi đăng khoe em thấy đơn rồi. Ngọc Cử, nhanh chóng bổ sung mã hàng cho em nha. Phương Trần, nhanh chóng bổ sung mã hàng A33 cho em nữa nào. Nguyễn Hiền, em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Dạ đen có nha. Đen full size nam nữ, size nam 250, size nữ 200.000, mã là A33, cộng số điện thoại để được đặt hàng ạ. Vũ Hải Vân, em thấy đơn rồi ạ. Tít Mít Nguyễn, em thấy đơn rồi nha. Em ở Sài Gòn, em sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho mọi người khi đặt hàng trong giờ livestream của em ạ. Rồi Hải Yến, em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Thùy Dung, đôi màu hồng đồng giá chỉ còn 200.000 một đôi, size từ 35 cho tới 40. Mã đặt hàng là A33, cộng số điện thoại cho em nào. Hải Yến, em thấy đơn rồi nha. Thư Bún, em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Rồi em chuẩn bị chốt mẫu này tại đây nha. Thảo Nguyên Ngọc, em thấy đơn rồi. Kiều Kiều, em thấy đơn rồi ạ. Đồng giá 200.000 cho một đôi màu hồng đào cực kỳ xinh xắn dễ thương đây nha mọi người. Mã là A33, cộng số điện thoại nha. Đen size nam có 42 nha Nguyễn Hiền ơi. Size nam là 250, size nữ là 200.000 ạ. Rồi Nguyễn Hảo, chị nhanh chóng bổ sung mã A33 cho em nào. Hồng Thêm Nguyễn, em chị nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nha. Hồng Thêm Nguyễn, nhanh chóng bổ sung số điện thoại, mã hàng A33, cộng số điện thoại cho em ạ. Nguyễn Thị Sáng, em thấy đơn rồi. Trinh Đào, em thấy đơn rồi. Phương Trần, em thấy đơn rồi ạ. Đôi trắng mã A33 luôn nha. Dạ ship Quảng Nam được miễn phí ship nha. Dạ em thấy đơn là hàng của Dương Oanh. Dương Oanh rồi ạ. Đế bằng cao su dẻo cao 3 phân nè. Nguyễn Thảo, em thấy đơn rồi nha. Rồi Thùy Dung ơi, nhanh chóng bổ sung mã A33 cho em nữa ạ. Mọi người phải đầy đủ mã hàng cộng số điện thoại thì em mới chốt được đơn nha. Lệ Hồng, em thấy đơn rồi. Thu Thủy Văn, em thấy đơn rồi ạ. Thắm Nguyễn ơi, em chưa thấy đơn của chị ạ. Rồi Ngọc Mi Huỳnh đặt đôi màu đen size 42, giá 250 nha. Mã là A33, cộng số điện thoại để được đặt hàng nào. Nhàn Nguyễn, em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Đồng giá 200 cho size nữ và 250 cho size nam. Mã là A33, cộng số điện thoại ngay bây giờ ạ. Hàng Việt Nam xuất khẩu nha mọi người. Tú Trần, em thấy đơn rồi ạ. Dạ có size nam size 44 nha. Mã là A33, cộng số điện thoại, giá 250 cho size nam ạ. Đôi hồng giá 200.000 thôi nha mọi người. Mã là A33, cộng số điện thoại cho em ngay lập tức ạ. Màu trắng đế phối đỏ ạ. Thùy Dung, em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Mã màu trắng là A33 luôn nha mọi người ơi. Ngâm Bùi, em chưa thấy đơn của chị ạ. Siêu Fan, em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Lê Thị Thúy Vân, em thấy đơn rồi ạ. Dạ Sơn Trần, bổ sung mã hàng A33 cho em nha. Nhi Sù xinh xắn, em thấy đơn rồi ạ. Sơn Trần, nhanh chóng bổ sung mã A33 cho em nào. Hàng thì Phương Trâm ơi, nhanh chóng bổ sung số điện thoại nha. Rồi Nữ Ngô dồn đơn, ok cho chị Nữ Ngô thêm 3 size, thêm một đôi A33 cho chị Nữ Ngô ạ. Quý Nhi, em thấy đơn rồi. Bình Ngô, em thấy đơn rồi. Trịnh Đào, em thấy đơn rồi nha. Dạ em có màu đen cho mọi người ạ. Màu đen full size nam nữ từ 35 cho tới 44 đấy ạ. Duy Nguyễn Đình Duy, em thấy đơn rồi nha. Rồi ok, em kết thúc mẫu này tại đây. Em cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Rồi cảm ơn mọi người nha. Kết thúc mẫu này tại đây nha. Kết thúc đây ạ. Đồng giá 200 cho size nữ và 250 cho size nam nè. Mã là A33, cộng số điện thoại để được đặt hàng nha mọi người ơi. Alo. Rồi em qua mẫu rồi ạ. Dạ ship toàn quốc luôn nha mọi người. Bé xíu, em thấy đó là hàng của bé xíu rồi ạ. Rồi em qua mẫu mới, đây là mẫu dáng giày thể thao đế bộ 7 phân cho mọi người đã. Phạm Bình, em thấy đơn rồi nha. Đế độ 7 phân dáng giày thể thao, đồng giá 250k ạ. 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40. Mã là A52, cộng số điện thoại để được đặt hàng nha. Lê Huyền, em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Rồi Nguyễn Hiền, chị nhanh chóng bổ sung số điện thoại để được đặt hàng nào chị Nguyễn Hiền ơi. Nguyễn Tố Anh, em thấy đơn rồi. Chị Nguyễn Hiền, nhanh chóng để lại số điện thoại nào. Nga Vo Việt Nam, em thấy đơn rồi nha. Mẫu này size từ 35 cho tới 40, đồng giá 250k. Đế độ 7 phân đây nha. Vải phối da bóng chống rất là dễ lau chùi đấy ạ. Rất là đẹp ạ.
size từ 35 cho tới 44, giá 250k, mã là A52, số điện thoại nha. Trần Bùi em thấy đơn rồi, Bùi Văn Chức em thấy đơn rồi nha. Rồi Du Gia Mon nhanh chóng bổ sung mã hàng cho em nào. Hương Thị Hương Trần em thấy đơn rồi nha. Rồi Bảo Ngọc dồn đơn cho Bảo Ngọc, ok. Đây màu đen cho mọi người ạ. Màu đen vải phối da bóng rất xinh nha. Mã là A52, số điện thoại đế độ 7 phân cho mọi người ạ. Bình Ngô em thấy đơn rồi. Ngân Nguyễn nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nha Ngân Nguyễn ơi. Thanh Huê em thấy đơn rồi ạ. Thu Thảo Phạm em thấy đơn rồi nha. Mẫu em đang cầm trên tay là dáng giày thể thao đế độ 7 phân đi nha mọi người. Vải phối da bóng rất là dễ lau chùi ạ. Đức Nguyễn em thấy đơn rồi ạ. Vũ Kim nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nha. Vũ Kim ơi, mã là A52, số điện thoại cộng 250k cho em nha. Size từ 35 cho tới 40, đế độ 7 phân, dáng giày thể thao ạ. Julia Moon ơi, nhanh chóng để lại. Rồi ok Julia Moon, em thấy chị bổ sung mã hàng rồi nha. Rồi em thấy đơn của Julia Moon ạ. Ngân Nguyễn ơi, nhanh chóng bổ sung mã A52 cho em nào. Ngân Nguyễn ơi, Hồng Vân Lê em thấy đơn rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40. Tina Tình em thấy đơn rồi ạ. Đế độ 7 phân, dáng giày thể thao, vải phối da bóng ạ. Vải đế phối màu chống trơn chống trượt, mã là A52, số điện thoại giá 250k nha mọi người. Size từ 35 cho tới 40 nè. Đức Nguyễn em thấy đơn đặt hàng của Đức Nguyễn rồi, mình thấy Ngân Mùi comment rồi nha. Văn Lực ơi, A33 là 200 cho size nữ và 250 cho size nam ạ. Hồng Vân Lê em thấy đơn rồi, Mạnh Trần em thấy đơn rồi nha. Mạnh Trần em thấy đơn rồi ạ. Đây màu đen vải phối da bóng ạ. Trần Trâm em thấy đơn rồi nha. Dạ mẫu 29k là mẫu đầu tiên rồi ạ. Dạ Vê Thà ơi, Vê Thà nhanh chóng để lại số điện thoại của mã hàng để nhân viên bên xác nhận đơn lại với bưu điện nha. Võ Hồng ơi, em thấy đơn hàng của Võ Hồng rồi ạ. Sơn Trần ơi, nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nha Sơn Trần ơi. Đây màu đen đế độ 7 phân, vải phối da bóng, đế phối màu chống trơn chống trượt, đồng giá 250.000 một đôi, size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã đặt hàng là A52, số điện thoại đế độ 7 phân cho mọi người đây nha. Ăn da chiều cao cực kỳ hay luôn ạ. Đây em qua đôi màu trắng nha. Màu trắng đế phối xanh lá cây đây ạ. Rất là xinh nha, chống trơn chống trượt, đồng giá 250k một đôi, đế độ 7 phân ạ. Mã là A52, số điện thoại cho em nha. Size từ 35 cho tới 40 ạ. Rồi Sơn Trần em thấy anh để lại số điện thoại rồi ạ. Trương Hiếu anh thấy, em thấy đơn đặt hàng của chị rồi ạ. Em ở Sài Gòn em sẽ hỗ trợ miễn phí ship toàn quốc cho mọi người khi đặt hàng trong giờ livestream của em nha. Dạ đôi đen đế độ 7 phân giá 250.000, mã là A52, số điện thoại cho em size từ 35 cho tới 40. Ok mình thấy Vê Thà bổ sung đơn rồi ạ. Màu trắng giá 250.000 luôn nha mọi người, size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã là A52, số điện thoại đế độ 7 phân cho mọi người đây nha. Rồi em qua mẫu nha mọi người, cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Ngân Nguyễn em thấy là hàng của Ngân Nguyễn rồi nha. Rồi em qua mẫu rồi nha mọi người. Đây là vải phối lưới dây dày là dây tròn. Lê Thị Thúy Vân em thấy đơn rồi ạ. Mẫu này giá 250 nha. Size từ 35 cho tới 40 ạ. Mã là A38 cộng số điện thoại nha. Lê Thị Thúy Vân ơi, em thấy đơn của chị rồi ạ. Đây màu hồng đậm, đồng giá 250k một đôi ạ. Size từ 35 cho tới 40, mã đặt hàng là A38 cộng số điện thoại. Vải phối lưới dây dày là dây tròn rất đẹp nha mọi người. Đây màu hồng đậm rất là xinh luôn. Em test đế cho mọi người xem nha. Mọi người yên tâm, đế rất là mềm rất là êm ạ. Đây bằng cao su dẻo cao 3 phân đây ạ. Rất là xinh nha mọi người. Mã đặt hàng là A38 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nha. Rất là đẹp đây nha mọi người ơi. Đây đang test đế cho mọi người ạ. Hai bên hông có sọc xám nha mọi người. Rồi em thấy đơn đặt hàng của bạn có số điện thoại 0974333. Chị à, bạn đó có số điện thoại đó là đặt 3-4 đô rồi đúng không ạ? Đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 ạ. Hồng Lan Nguyễn em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Rồi em qua đôi màu xám ạ. Dạ mẫu này em hiểu size từ 35 cho tới 40 thôi nha mọi người. Và mẫu này là mẫu cuối cùng trong giờ livestream của em rồi ạ. Hương Mai em thấy đơn rồi ạ.
đôi màu ghi xám lông chuột đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 nha mọi người. Mã là A38, cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em. Rất là đẹp bên nha mọi người. Size từ 35 cho tới 40, giá 250.000 ạ. Mã đặt hàng là A38, cộng số điện thoại. Rồi mẫu cuối cùng trong giờ livestream của em nha. Dạ mẫu 29k là mẫu đầu tiên bên em rồi ạ. Rồi mẫu cuối cùng bên em rồi nha mọi người ơi. Em sẽ kết thúc livestream khi kết thúc mẫu này, nên chị nào muốn đặt nữa thì nhanh chóng chốt đơn hàng cho em ạ. Huyền Trang em thấy đơn rồi, Thắm Nguyễn em thấy bạn comment rồi nha. Rồi em qua đôi màu đen cho mọi người xem ạ. Ngân Bùi em thấy đơn đặt hàng của Ngân Bùi rồi ạ. Màu sáng cho mọi người, sáng có hai loại là sọc trắng hoặc là sọc đỏ nha, sọc trắng hoặc là sọc đỏ ạ. Mã đặt hàng là A38, cộng số điện thoại, size từ 35 cho tới 40 nha. Kitty Nguyễn em thấy đơn rồi, Lê Hà em thấy đơn rồi ạ. Hồng Lan Nguyễn nhanh chóng bổ sung mã hàng cộng số điện thoại để được thêm hàng nha. Hồng Lan Nguyễn nhanh chóng bổ sung mã hàng cộng số điện thoại ạ. Rồi ok chị ở Tây Ninh nha, chị sẽ được miễn phí ship ạ. Ok gần 8 đô ok, cảm ơn chị đã ủng hộ em rất là nhiều ạ. Dạ mẫu này em chỉ có size từ 35 cho tới 40 thôi nha mọi người. Mã là A38, cộng số điện thoại để được đặt hàng. Vải phối lưới dây dày là dây tròn rất là đẹp ạ. Ok chị KBB kiểu 4 đô ok, em cảm ơn chị rất là nhiều nha. Đế phối, đế chống trơn chống trượt, đế bằng cao su dẻo nè. Hồng Lan Nguyễn em thấy đơn rồi nha. Thắm Nguyễn ơi mình thấy bạn comment rồi ạ. Đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 đây ạ. Mã hàng là A38, cộng số điện thoại cho em nha mọi người. Vải phối lưới dây dày là dây tròn đây ạ. Dạ chỉ cần mua hàng trong giờ livestream của em là mua được giày với giá sale rồi nha mọi người ơi. Nguyễn Thế Vinh em thấy đơn hàng của Nguyễn Thế Vinh rồi nha. Rồi em qua đôi màu xám cho mọi người nha. Em sắp kết thúc livestream rồi đó, nên các chị nhanh chóng chốt đơn hàng cho em nha. 5 phút nữa thôi là em kết thúc livestream, nên chị nào có muốn mua giày thì nhanh chóng chốt đơn hàng cho em đi nào. Đây màu xám cho mọi người, đồng giá 250.000 một đôi, size từ 35 cho tới 40, mã là A38, cộng số điện thoại nha. Rồi Yến Yến em thấy đơn đặt hàng của Yến Yến rồi ạ. Đế bằng cao su dẻo cao 3 phân, đế chống trơn chống trượt cho mọi người rất là xinh nha. Dạ giày 29k là mẫu giày đầu tiên bên em rồi nha mọi người ơi. Màu hồng đậm cho mọi người đấy ạ, màu hồng đậm rất xinh luôn nha. Hồng đậm size từ 35 cho tới 40, mã là A38, cộng số điện thoại cho em ạ. Dạ hàng Việt Nam xuất khẩu nha mọi người, Phạm Thùy em thấy đơn rồi ạ. Hùng Út ơi nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại để được đặt đôi màu xanh dưa hàng Nai trên kệ nha. Hùng Út nhanh chóng bổ sung mã B1 cộng số điện thoại để được đặt đôi màu xanh ngọc trên kệ hàng Nai nha. Quách Kim Hưởng nhanh chóng bổ sung mã A38 cộng số điện thoại để được đặt đôi màu hồng size 37 nào. Hồng Nguyễn em thấy đơn hàng của Hồng Nguyễn rồi, Thư Trịnh em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Còn size 35 nha mọi người ơi. Mã là A38 cộng số điện thoại, size từ 35 cho tới 40 cho mọi người ạ. Bằng Lăng Tím em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Huyền Khánh Xuân Ca em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Mọi người đặt hàng trong giờ livestream sẽ được miễn phí ship toàn quốc ạ. Khánh Hoa em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. B1 giá 250.000 luôn ạ. Thái Thị Ánh em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Nữ Ngô em thấy đơn đặt hàng của Nữ Ngô rồi ạ. Dạ em qua mẫu rồi nha mọi người. Mẫu này là mẫu cuối cùng bên em rồi, nên chị nào muốn mua mẫu này thì nhanh chóng chốt đơn hàng. Em sẽ kết thúc livestream đây ạ. Tâm Nguyễn ơi em thấy đơn là Tâm Nguyễn nhanh chóng sửa lại mã hàng là A38 cho em nha. Đạt Nguyễn em thấy đơn rồi ạ. Tâm Nguyễn nhanh chóng sửa lại mã A38 cho em nha. Cẩm Ly em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Diệu Linh Phạm ơi em thấy đơn rồi nha. Hoàng Hường em thấy đơn rồi ạ. Hồng Ngọc ơi em thấy đơn của chị rồi nha Hồng Ngọc. Mình thấy Vivi Nhi Hạnh rồi, em thấy đơn rồi, em thấy comment của chị rồi nha. Rồi Trang Lưu nhanh chóng cho em xin số điện thoại nào. Thanh Huế và Trang Lưu cho em xin số điện thoại của Thanh Huế và Trang Lưu nha. Ok Nhâm Thu Văn ok chị ạ. Quách Kim Hường ơi em thấy đơn của chị rồi ạ.
Rồi Thanh Huế ơi, chị nhanh chóng bổ sung số điện thoại. A38 em đang cầm trên tay là giá 250.000, mã là A38 cùng số điện thoại cho em nha. Thư Trịnh em thấy đơn đặt hàng rồi. Nhím nhanh chóng bổ sung mã A38 nào. Vê Thầy em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Dạ mẫu này em có bán cho mọi người đấy ạ. Long Hy Nguyễn em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Hùng Út ơi em thấy anh bổ sung số điện thoại rồi ạ. Dani Trần em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Nở Nguyễn ơi đồng giá 250k một đôi, size từ 35 cho tới 40 nha. Mã là A38 cộng số điện thoại ngay bây giờ cho em nào. Mình thấy Phương Ruby comment rồi ạ. Đồng giá 250k nha mọi người, size từ 35 cho tới 40 ạ. Rồi Hoàng Hường ơi, ai muốn lấy đôi màu hồng đậm này thì nhanh chóng comment A38 cộng số điện thoại cho em nha. Đồng giá 250 một đôi ạ, size từ 35 cho tới 40 cho mọi người đấy ạ. Tâm Nguyễn ơi, em thấy đơn hàng của Tâm Nguyễn rồi ạ. Rồi Hùng Út ơi, em thấy anh bổ sung số điện thoại rồi nha. Rồi mọi người nhanh chóng chốt đơn hàng nha. 5 phút nữa thôi là em kết thúc livestream nên chị nắng nha. Muốn mua mẫu này thì nhanh chóng chốt đơn hàng mẫu này cho em nha. Rồi Nhâm Phương Văn em thấy đơn rồi. Đinh Nam em thấy đơn của Đinh Nam rồi ạ. Mình thấy Đức Thắng Hồ comment rồi ạ. Dạ Yến Lê em không bán giày cho nít nha. Dạ mẫu này em chỉ size từ 35 cho tới 40 thôi ạ. Rồi Hùng Út ơi, anh mua đôi nai màu xanh ngọc trên kệ đúng không ạ? Anh Hùng, ai mà muốn mua đôi nai màu xanh ngọc trên kệ size từ 35 cho tới 40 thì comment B1 số điện thoại cho em nha. Bùi Thị Huyền Thương em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Rồi Nhân Đặng em thấy đơn đặt hàng rồi nha. Đỗ Lan nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em ạ. Mã hàng ạ. Dạ Đỗ Lan ơi, mẫu này em không có size 43 nha. Màu hồng giá 250.000, size từ 35 cho tới 40. Mã là A38 cộng số điện thoại cho em nha mọi người ơi. Rồi Nga Thúy ơi, em thấy đã đặt hàng rồi ạ. Nhóc suy tư nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nha. Hùng Út em thấy đơn rồi ạ. Nhân Đăng em thấy đơn rồi nha. Đồng giá 250k một đôi ạ, size từ 35 cho tới 40. Mã là A38 cộng số điện thoại cho em nào. Thanh Huỳnh nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nha Thanh Huỳnh ơi. Thanh Huỳnh nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nào. Dạ màu hồng đậm giá 250.000 một đôi ạ. Size từ 35 cho tới 40, mã là A38 cùng số điện thoại nha. Nguyễn Giang em thấy đơn đặt hàng của Nguyễn Giang rồi ạ. Mai em thấy đơn đặt hàng của Mai rồi nha. Tina Đỗ em thấy đơn đặt hàng của Tina Đỗ rồi ạ. Rồi em chốt đơn hàng mẫu này tại đây nha mọi người ơi. Trang Lưu em thấy đơn đặt hàng rồi ạ. Xuân Cường nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nào Xuân Cường ơi. Xuân Cường nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em ạ. Rồi em kết thúc livestream ở đây nha mọi người ơi. Còn ai muốn mua mẫu này bên em thì nhanh chóng chốt đơn hàng ạ. Em ở Sài Gòn em sẽ hỗ trợ miễn phí ship nha. Mẫu này em bán với giá sale còn 250 và được miễn phí ship ạ. Mã là A38 số điện thoại size từ 35 cho tới 40 ạ. Mây Dinh nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nào Mây Dinh ơi. Mây Dinh nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em ạ. Rồi nhóc suy tư em thấy đơn rồi nha. Mình thấy Thi Thiên Bùi comment rồi ạ. Sakutara nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nào. Ok chị Hùng Út nha, xanh ngọc size 37 ạ. Hàng Thảo ok, chị muốn mua size 38 màu hồng thì nhanh chóng bổ sung A38 cộng số điện thoại cho em nha. Đồng giá 250.000 một đôi, size từ 35 cho tới 40, mã là A38 cộng số điện thoại nào. Sakutara em thấy đơn rồi ạ. Nguyễn Hoàng Quân em thấy đơn rồi nha. Màu hồng đậm giá 250.000 thôi ạ.
Xuân cười, em thấy anh bổ sung số điện thoại rồi. Nhung út em nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nha. Trang ốc ơi nhanh chóng bổ sung mã hàng A38 nào. Nhung út em nhanh chóng bổ sung số điện thoại. Trang ốc nhanh chóng bổ sung mã A38 nha. Nấm em thấy đây là hàng rồi. Nhung Trần nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nha. Ok chị Thị Phiên Mùi ơi, 4 đôi hôm qua chị đặt đúng không? Vậy hôm nay nhân viên bên sẽ gọi điện chốt đơn hàng cho chị nha. Đôi màu hồng đậm giá 250.000, size từ 35 cho tới 40, mã là A38, cộng số điện thoại để được đặt hàng ngay bây giờ cho em nha mọi người ơi. Dạ Nguyễn Thế Quân, em thấy cho đặt hàng rồi ạ. Dạ giày 29k là giày mã đầu tiên rồi nha mọi người. Rồi em kết thúc livestream nha. Có chị nào muốn đặt hàng nữa không ạ? Rồi Nhung Trần, chị Nhung Trần nhanh chóng để lại mã hàng A38 cho em nào chị Nhung Trần ơi. Dạ Sáng Đỗ ơi, nhanh chóng bổ sung số điện thoại cho em nào Sáng Đỗ ơi. Ok Hùng Út, em thấy đơn của chị rồi ạ. Rồi em kết thúc livestream nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều nè. Sáng Đỗ em thấy chị bổ sung số điện thoại rồi ạ. Rồi tạm biệt mọi người nha, bye bye. Đồng giá 250.000 ạ. Rồi tạm biệt mọi người nha. Kết thúc livestream rồi nha mọi người ơi.